chăng hay là con lại tạo nghiệp rồi, đúng không thầy? Xin thầy bố thí cho con lời khuyên, con xin chân thành tri ân công đức thầy. Nếu mà Phật tử này mà 80 tuổi rồi á, mà lên chùa lần đầu tiên mà cầu duyên mà gặp thầy ấy, thì không sao, vô tư đi, đúng không? Nếu mà khoảng 3-40 tuổi, 2-3-40 tuổi mà lên chùa cầu duyên mà nhìn thấy thầy mà về không muốn cầu ai, chỉ nghĩ tới thầy thôi thì nguy hiểm. Thế chắc là thầy phải chuẩn bị một cái gì nhỉ? Làm một cái mặt nạ để đeo vào để cho cô này không nhìn thấy thầy nữa đấy. Thôi nói vui vậy thôi. Cái này thì nhớ tới thầy á, để mà tu thì không sao. Nhớ tới thầy để mà làm việc thiện thì rất tốt. Mà nhớ tới thầy mà lại nghĩ đến cái chuyện mà trái với luân thường đạo lý, trái với bổn phận của một người Phật tử tại gia đối với người thầy của mình nhé, thì như vậy mới là tạo nghiệp, như vậy mới là phạm tội. Ví dụ vừa qua có một cụ hơn 60 tuổi rồi, hơn 60 tuổi suốt ngày viết thư tình cho thầy rồi. Thế mới đau chứ này. Bà là khổ thế. Không biết là kiếp trước là mình có nợ vị cái gì mà suốt ngày viết thư tình cho nhà chùa. Làm khi không dám đọc, hôm nay thì thổ lộ với các cụ, không dám đọc. Hôm rồi là có một cụ nữa, có một trường hợp ở Hà Nội này, nói là cụ chưa phải là cụ đâu, mới hơn 40 tuổi thôi, cũng bảo là lên chùa để cầu duyên, đến chùa để cầu duyên. Nhưng mà xong rồi cô ấy nói rằng á, nếu mà gặp thầy từ hơn 20 năm trước thì không phải đi cầu ai nữa. Đó. Nguy hiểm quá. Xin thưa các vị, nếu mà gần hơn 20 năm trước mà gặp tôi á, mà tôi còn, tôi mà không xuất gia thì chắc bây giờ tôi đã gì, thành một đống xương tàn rồi. Cho nên các quý vị có thích đi chăng nữa thì ra ngoài nghĩa địa để mà gặp. Cho nên may mà gì, may mà gặp Phật Pháp, cho nên thì được Đức Phật gia trì, Đức Phật cứu độ, thì tôi mới sống được, và cho nên tôi mới xuất gia được. Thọ mạng của tôi còn được ngày hôm nay đó là gì? Là nhờ vào Hồng Ân Tam Bảo, nhờ vào Đức Phật. Cho nên sau cái lần mà ốm thập tử nhất sinh mà sống đi, chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó, thì chỉ một thời gian ngắn sau thì duyên đến với chúng tôi, và chúng tôi đã quyết định là cống hiến cái tất cả cuộc đời này của mình để phục vụ chúng sinh, để cúng dường Đức Phật. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để mà giáo hóa, đem giáo pháp của Đức Phật để mà giáo hóa quảng độ chúng sinh. Cho nên có gặp hơn 20 năm trước đi chăng nữa cũng không sao, vì chúng tôi thì Đức Phật ở trong trái tim của mình rồi. Giáo lý của Đức Phật chính là cái động lực cho mình sống và mình tồn tại ở thế gian này, chứ không có một cái gì khác, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên 2 năm vừa qua có một bà cụ già phải trên dưới 60 rồi, cứ bình quân mỗi một tháng là có một lá thư tình gửi tới. Thôi đấy cũng là gì? Đấy cũng là cái duyên, gọi là cái nghiệp ái ở đời trước kiếp trước. Có thể mình tạo nên, có thể là mình gieo nghiệp ở vô thủy kiếp trước, cho nên đời này nó mới có cái duyên đó, cho nên không sao. Nhưng còn cái trường hợp mà Phật tử này đưa câu hỏi này mà lên chùa để cầu duyên, nhưng mà gặp thầy rồi về chả muốn cầu ai nữa, để chỉ nghĩ tới thầy thôi, thì nghĩ tới thầy ấy, thì phải tu cho tốt, hướng thiện cho tốt, và phát nguyện cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ. Và sau khi xả bỏ báo thân này, gặp nhau ở Tây Phương Tịnh Độ rồi thì là anh em, là huynh đệ một nhà. Thì như vậy thì muốn thấy lúc nào cũng thấy, muốn gặp lúc nào cũng gặp. Thậm chí là gì, về đó khoác vai nhau đi chơi dạo ở cảnh giới Tây Phương cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Vì thế giới đó thì không có các nữ thân, chỉ có toàn gì, thân trượng phu của các bậc thượng thiện nhân thôi. Nếu mà là muốn làm nữ, muốn hiện thân nữ thì tất cả đều hiện thân nữ, trong một cảnh giới, trong một quốc độ, trong một gì, một phẩm, ví dụ hạ phẩm hạ sinh.
Các vị ở thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn hiện là thân nữ thì tất cả cảnh giới đó đều là nữ thân hết, không có cái chuyện là để nam nữ sống chung với nhau, cho nên không có cái chuyện là tình cảm phát sinh ở thế giới đó. Vì vậy mà cùng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hẹn nhau gặp ở thế giới đó cùng làm bạn nữ, tức là bạn đạo đó, cùng là bạn đạo để sách tiến nhau tu tập, thân thừa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và cùng lễ ngài là một vị, là một bậc thầy khả kính của mình, hướng đạo cho mình, thì đấy mới là tốt. Còn ở thế giới này, hôm qua các vị nghe cái câu, cái đoạn bài khai thị không? Phải luôn nhớ là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ bốn đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đấy là câu kinh ở đâu? Tôi chép ra, tôi soạn ra, hội tập lại ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác của ngài An Thế Cao, một vị pháp sư đắc đạo nổi tiếng của Ấn Độ. Ngài ba lần tái sinh thì mới hoàn thành được cái bản nguyện đem giáo pháp của Đức Phật sang Trung Hoa để truyền đạo đó các quý vị. Ở thế kỷ thứ 2, cuối thứ 2 và đầu thứ 3 sau Công Nguyên, đó là ngài dịch cái bộ kinh đó, gọi là bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Và tôi rất tâm đắc với cái câu kinh mà pháp sư An Thế Cao dịch ra cách đây hơn 1.000, gần 2.000 năm trước. Cho nên trong cái bài khai thị, có một bài khai thị, trong 15 bài khai thị, có cái đoạn là thường nhớ thế gian vô thường. Phải nhớ thế gian vô thường. Thế nào là nhớ thế gian vô thường? Đức Phật nói vạn sự vạn vật ở thế gian này có hình, có tướng, tất sẽ có gì? Tất sẽ có hoại. Con người á và những loài động vật á thì có gì? Có sinh, già, bệnh và chết. Chúng sinh vô tình, các loại vô tình như là đất đá, cây cối thì có gì? Có thành, trụ, hoại và không. Đó gọi là vô thường. Đức Phật nói tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian hữu hình thì đều gì? Đều vô thường, không có gì là bền vững cả. Vậy các vị yêu cái gì? Yêu cái gì? Yêu cái tấm thân nữa. Yêu cái tấm thân, hãy xin lại chính tấm thân của mình. 18 đôi mươi, tóc đen như mun, môi đỏ như son, má lúc nào cũng ửng hồng. Nhưng khoảng độ 10 năm sau, tức là sang tuổi 30 rồi, thỉnh thoảng trên đầu mình nhìn kỹ đi, có một vài gì, vài đốm trắng ở trên đó đấy. Cái môi gì nó không đỏ nữa, mà cái má nó không hồng nữa, và nó lại bắt đầu nó tóp vào. Hoặc là có người thì gì, nó béo thì nó phình ra, nó u ệ ra, cục ịch đi. Còn đáng yêu nữa không? Giảm cái sự đáng yêu về thân thể so với 10 năm trước rồi. Chưa hết, chưa dừng ở đó. Phật nói chưa dừng ở đó. 10, 20 năm sau, bước sang tuổi 50, các vị xem còn không muốn xoay gương nữa. Trước đây mỗi một ngày phải gì? Phải xoay gương chải chuốt đến mấy lần. Bây giờ mà xoay gương thì tại sao? Mình xấu quá cho nên không dám xoay gương nữa. Hết chưa? Chưa hết. 2, 30 năm nữa, 70 tuổi, 80 tuổi, ngài Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da thì nhăn, lưng thì gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần nó thì mờ mịt, ăn rồi thì nói là chưa ăn, vân vân. Có cái gì đâu. Và hết chưa? Phật nói là chưa hết. Rồi đến khi nằm bệnh rên khừ khừ ở trên giường, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra, yêu đi. Lúc đó yêu à? Muốn yêu đi vào mà yêu đi, đúng không? Lúc đó muốn yêu, muốn thơm mà muốn vào mà thơm thì thơm đi. Đó, chạy mất dép luôn à. Lúc đấy thì coi như là, coi như là kẻ thù, coi như là gì, oán thân, mà phải gì, mà phải gần gũi để hầu hạ. Ví dụ như ngày xưa thì còn trẻ thì vợ chồng mới cưới và yêu nhau say đắm tha thiết. Nhưng khi mà ông hoặc bà mà khoảng 70-80 tuổi mà ông ốm hoặc bà ốm, ốm lâu ngày mà không ấy thì chỉ mong là gì? Không nói ra miệng, nhưng trong thâm tâm chỉ mong làm sao đó cho gì bà sớm đi về với
với Phật, hoặc là về với tổ tiên, hoặc là ông sớm về với Phật, về với tổ tiên đi, cho vì cho vợ và con hoặc cho chồng và con để đỡ khổ. Chúng ta thấy không? Đấy, có đấy. Có người đến đây nói với tôi là gì? Thầy ơi, ông chồng của con nó ốm liệt giường liệt chiếu mấy năm nay, thầy cầu làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Thì tôi bảo tại sao không cầu cho ông ấy khỏe mà cầu cho ông ra đi nhẹ nhàng? Bảo thầy ơi, ông liệt giường liệt chiếu bây giờ khỏe làm sao được nữa? Tôi chỉ mong làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng, như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Trường hợp nặng nghiệp, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Cho nên bây giờ thôi thầy cứ hồi hướng làm sao cho ông đi một cách nhẹ nhàng, không bị đọa ba đường ác là được. Thế bảo chắc chưa, nghĩ kỹ chưa? Bảo con nghĩ kỹ rồi, thuốc thang bao nhiêu năm nay đi các bệnh viện đã cầu cúng chữa bái hết rồi, thuốc thang cầu cúng không còn thiếu đâu nữa. Thế tôi làm được rồi, vậy thì về cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho ông. Mệnh mà còn á, thì ông sẽ gì khỏe mạnh trở lại. Mệnh mà hết á, thì ông ra đi nhẹ nhàng. Đó. Thế là về nghe theo chúng tôi. Thế là nhất tâm tụng kinh cái trường hợp này ở dưới Hà Nội. Là vừa qua, không biết hôm nay có trong đây bà cụ, cũng béo béo, người to béo. Ông cụ hơn 80 tuổi rồi. Ốm rất nặng, bị bệnh huyết áp cao rồi, tiểu đường rồi, tim mạch vân vân, đủ các thứ bệnh. Mà bà cụ ấy thì hầu ông thì không thể bê được, không thể nào mà nhấc ông lên được, vì ông gần 80 cân cơ. Cho nên bà cụ cũng năm nay thì hơn 70, ít tuổi hơn ông cụ, ít hơn khá nhiều. Thế xong rồi thì tôi bảo về tụng tụng thì ông ấy đi viện, cho đi viện, và xong rồi mấy hôm sau thì bà cụ ấy tụng được 7 ngày sau, cúng dường và tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho ông ấy. Trước đây đi chùa khi ông còn khỏe, đi chùa là phải trốn, ông không có tin Phật, mà về đọc kinh là không có được đọc, về phải giấu đi. Thế nhưng mà khi ông ốm như vậy hồi hướng cho ông, thì ông ấy thở oxy ở trong bệnh viện, thì bà cụ tụng kinh được 7 ngày đang hồi hướng, thì tự nhiên ông cứ khỏe dần ra. Thế là hơn tuần sau, thế là ông xuất viện, ông về. Thế là hỏi thì bà ơi, bà cho tôi uống cái thuốc gì, đi viện cho tôi uống thuốc gì mà tôi lại khỏe ra, tôi lại đi được. Thế bà vợ mới nói rằng tôi bệnh viện thì họ vẫn cứ tiêm truyền thuốc như những lần trước ông đi viện thôi, nhưng mà lần này có cái khác là gì, thôi tôi xin lỗi ông là khi ông nằm viện như vậy tôi không còn chỗ nào bấu víu, tôi đi lên chùa Khai Nguyên tôi gặp thầy Thịnh và thầy khuyên tôi tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông. Và mệnh mà còn thì ông khỏe mạnh trở lại, mệnh hết thì ông ra đi nhẹ nhàng, tôi xin lỗi ông để tôi làm cái điều đó mà không hỏi ông, vì lúc đó ông nằm ở trong bệnh viện thở oxy không làm gì được nữa. Thế ông ấy bảo, ông ấy nghĩ thế nào, ông lại bảo ô, thế này đi chùa mà chỉ có chùa thầy cho cái bùa gì không, hay cho cái nước gì không, cho bùa gì không, cho phép gì không? Bảo không, thầy chỉ cho mỗi quyển kinh Địa Tạng và về tôi tụng thôi. Thế là bắt đầu ông ấy tin Phật từ đó. Và xong mấy hôm sau bắt đầu ông bảo á, bà cụ lên cúng dường, cúng dường thêm cho mỗi người một pho tượng. Trước là cúng một pho cho ông thôi, nhưng mà thấy mầu nhiệm của ông cúng mỗi người pho tượng đâu, cả con cả cháu phải đến hơn chục pho tượng. Hơn chục pho tượng. Xong rồi bắt đầu cụ mới kể, cụ bảo thế là ông bắt đầu đòi đi theo. Tự nhiên ông đòi thôi, thế thì bà cho tôi lên cái chùa Khai Nguyên để tôi lễ, tôi xem thầy thế nào. Thế bà cụ bảo thôi, nhưng mà sức khỏe của ông ấy thì chưa ổn, huyết áp cao, như vậy ông đi đường xa sợ mệt, thì ông cứ ở nhà, tôi lên là được rồi. Tôi lên tôi bạch với thầy hồi hướng cho ông. Đó, chúng ta thấy đấy là cái già, cái bệnh. Có những trường hợp chúng ta lo cho nhau được thì đến phút chót mà chúng ta lo cho nhau được thì Phật Pháp thì nhiệm màu lắm. Thì cũng có trường hợp mà vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn để sống thêm với vợ với con, như trường hợp kia. Đấy, tôi đang nói là thế gian vô thường. Cái già, cái bệnh nó luôn luôn như vậy. Đã hết chưa? Phật nói chưa hết. Đến khi chết. Chết đã hết chưa? Chưa hết. Quý vị biết là vừa qua có một Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về rất nhiều lần và xin gặp tôi. Và khi gặp được tôi, Phật tử khóc. Và Phật tử nói rằng á, may cuộc đời của con á, có hai lần con thấy là may mắn nhất. Đó là con lấy được một người chồng yêu thương con. Và con đã sinh cho người chồng con mấy đứa con. Và người chồng của con cho đến bây giờ vẫn yêu thương con. Và đấy là cái điều may mắn thứ nhất cuộc đời của con gặp. Một cái điều may mắn thứ hai mà có thể con nghĩ rằng điều may mắn này sẽ không còn một điều may mắn nào tốt đẹp hơn nó nữa, đó là gì? Vừa qua vào cái ngày vía lễ vía Bồ Tát Địa Tạng,
con đi vào trên mạng để con từ con sớt xong rồi á, con tự nhiên là con thấy là gì, là cái ngày lễ Vía Địa Tạng, và con vào con xem, con xem và con nghe thấy thầy giảng về cái ngày ý nghĩa của ngày lễ Vía Địa Tạng, Vía Bồ Tát Địa Tạng, và con mới gì, con mới giật mình, con mới thấy ô, tại sao trước đây các thầy ở bên này là cứ giảng cho mình là gì, kinh Địa Tạng là chỉ để dành cho bao giờ gia đình có gì, có người chết, có cầu siêu thì mới dùng. Mà vì như vậy cho nên là thậm chí Phật tử nói là bạch thầy, ở bên này chúng con á còn không dám đến lễ ở ban thờ Địa Tạng. Chúng con nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng chứ còn vái vái từ xa không dám đến gần, vì á mọi người nói là ở đó nhiều vong lắm, đến là sợ các vong là để đi vào đi theo mình và về nhà mình, cho nên là mình gặp tai họa. Nhưng mà khi nghe được thầy giảng hết một cái đĩa về cái ngày lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng đó, và con thấy thích quá, con về con nghe được đúng đến 6 bài giảng đầu tiên của thầy ở trong 102 bài giảng, và con gọi điện ngay về cho phòng thông tin, con xin gặp thầy. Nhưng mà nhiều lần con gọi rồi chưa gặp, nay thì con gọi mới gặp thầy. Và Phật tử khóc tu ra bảo cuộc đời con đây là sự may mắn và đến hạnh phúc thứ hai, mà con nghĩ rằng đây là hạnh phúc lớn hơn tất cả những hạnh phúc mà con đã từng gặp từ trước đến nay. Đó là được nghe. Và khi Phật tử gọi điện cho tôi thì Phật tử nghe đến tập 36, 37 rồi. Và phát nguyện là con sẽ nhoan nhắp và con sẽ ấn gửi từ bên này về cúng giảng, phát nguyện cúng giảng 5.000 quyển kinh Địa Tạng để cho thầy phát cho các Phật tử ở Việt Nam cho họ cùng được đọc. Con thì chưa ở bên này chưa được đọc kinh của thầy, nhưng mà con nghe thầy giảng và từ đó đến giờ con bắt đầu đọc kinh Địa Tạng rồi. Và quả thật từ khi đọc kinh Địa Tạng mới có khoảng một tháng nay mà con thấy an vui và hạnh phúc. Gia đình nhà con mọi chuyện thấy giải quyết một cách ổn thỏa, êm đềm và tốt đẹp. Đó. Chúng ta thấy người có duyên thì cho dù ở xa ngàn km vẫn có thể kết nối được với nhau. Người không có duyên đó thì gần ngay trước mắt vẫn coi như là gì? Là không gặp. Đó. Mà muốn gặp chúng tôi thì nên gặp bằng gì? Gặp bằng gì? Bằng pháp. Chứ đừng gặp bằng một cái gì đó nó thế tục. Thế tục thì xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi nhiều lắm rồi. Ngày xưa tuổi còn trẻ đi học, thậm chí xin lỗi các quý vị, đi học Phật giáo rồi mà còn gì? Còn có rất nhiều cô là gì đến tỏ tình, và thậm chí họ nghĩ rằng thì chúng tôi đi tu là do thất tình lục dục, do ở nhà không lấy được vợ mà đi tu. Cho nên nhiều cô đến nó trêu, nó bảo rằng thậm chí ở ngay Sơn Đông khi tôi mới về nhận chùa này năm 2003 có 5-7 cô trong cùng một tốp với nhau, còn thách nhau là gì? Cái ông sư chùa Khai Nguyên, ông trẻ lắm, đẹp trai lắm, và bảo rằng là thách nhau là đố đứa nào sang cưa đổ được ông ấy. Đó. Và bảo rằng á, đố nhau là gì? Đứa nào cưa đổ được ông ấy khi cưới là gì? Sẽ được tặng một cái, mừng một cái xe, ngày đấy gọi là cái xe 2003, nó gọi cái xe gì mà nữ hay đi mà nó yêu chuộng ngày đấy, nó không phải Vespa, nó kiểu nó như thế, gọi là cái gì nhỉ, cái xe nó rất đẹp ngày xưa, từ năm 2003 là cái xe đấy mới ra, nó chuộng lắm, ngày đó là nó khoảng hơn 50 triệu, gần 60 triệu. Và cái hội nó chơi với nhau, nó cá cược là gì, ai mà cưa đổ được ông sư ở chùa Khai Nguyên đến khi cưới nó sẽ tặng một cái xe đấy. Và cũng có mấy trường hợp nó sang nó cưa mình thật, may mà mình không đổ. Tôi mà đổ các vị bây giờ làm sao mà nhìn thấy tôi ở đây. Đó. Cưa nó thì là gì? Cưa nó thì là cưa sắt, mà cái ý chí của mình thì là ý chí kim cương. Sắt thì làm sao mà cắt được kim cương, các quý vị yên tâm đi, đúng không? Đó, cho nên cái trường hợp này, câu hỏi thứ nhất này bảo là Phật tử bảo là có cái vị này lên cầu duyên, thôi về cứ cầu duyên đi. Thầy thì như một cái tòa thành, như là một cái, như một cái viên kim cương rồi, không dùng cưa sắt để cưa được đâu. Muốn cưa thì sau này cùng hẹn nhau về Tây Phương để làm bàn đạo với nhau thôi. Có nhớ để mà tu thì được, còn nhớ cái chuyện linh tinh thì phải bỏ ngay ý định đó, không có tội lỗi thật đấy. Đọa trong địa ngục đấy không phải đơn giản. Đó. Qua bài giảng hôm nay cũng nhắn luôn cái cụ già hơn 60 chuyên viết thư tình kia nữa, từ giờ đừng có viết thư tình nữa. Thầy có đọc đâu. Thầy không đọc một tí nào cả. Hôm nay mới nói thật là thầy không đọc một tí nào. Thầy đọc cái mỗi cái lần đầu tiên cho thầy lướt qua vài chữ xong rồi thầy đem vào thì thầy dâng cho ông vua gì? Ông vua bếp của nhà chùa ông đọc. À, thôi nay nói cũng đừng có buồn.
về đừng có tự tử mày nguy hiểm đấy nhá, về đừng có thất tình tự tử là chết, vì có tình đâu. Cái tình của thầy là dành cho tất cả chúng sinh, dành cho tất cả mọi người. Nếu thầy mà có cái mối tình riêng thì xin thưa các vị thầy làm sao ngồi ở đây được. Phải hiểu rõ cái điều đó, đừng nghĩ gợi một cái gì xa. Hay như là hôm rồi có một cô Phật tử đến cầu duyên, hôm nay là người khác, hôm trước một người nữa đến cầu duyên, bảo là nếu mà gặp được thầy khoảng 20 năm trước thì không phải đi cầu ở đâu nữa. Thế đừng có nghĩ sai lầm như thế. Một vị thứ hai hỏi là: bạch thầy cho con hỏi, tên con là Quỳnh Thị Hà, pháp danh là Tịnh Hà. Một, hiện nay con có bầu được hơn 4 tháng. Con là bé trai, dự kiến sinh con là ngày 19 tháng 7 năm 2017, năm Đinh Dậu. Con nhờ cậy thầy đặt tên cho con để con được nhờ phúc của thầy trở thành đứa con khỏe mạnh và hiếu đạo. Cái việc đầu tiên là chúc mừng đã. Chúc mừng vợ, cả vợ chồng gia đình này đã. Thế còn á, sinh con và đặt tên á, theo các cụ ngày xưa là gì, không được đặt tên trước, nó khó nuôi. Đây là cái kinh nghiệm của các cụ đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ cũng có nói, về vì ngày xưa ngài hay giảng về thầy chùa là bùa làng, cho nên á, ngài thường hay dạy những cái chuyện rất là đơn giản trong cuộc sống cho tăng ni học, tăng ni sinh chúng tôi, để sau này khi lớn lên đi chủ trì một ngôi chùa thì có những kinh nghiệm đó để xử lý. Mình làm bùa làng mà, thầy chùa là bùa làng mà, mình họ hỏi cái gì mình không biết thì đó làm sao gọi là bùa làng được. Bùa làm sao, tức là nghĩa là khi dân họ có chuyện gì không an, họ ra hỏi sư, sư phải giải quyết được hết cho gì, cho dân thì họ được an tâm để làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống á, thì đó gọi là bùa. Cái lá bùa của làng đó chính là gì? Dân có chuyện gì ra thắc mắc hoặc là bất an, thậm chí là có chuyện về tâm linh, sư đều giải quyết được hết, thì đó chính là cái lá bùa tốt nhất của bảo hộ cho toàn dân ở trong làng, trong xã đó, cho tín đồ Phật tử của mình đó. Cho nên Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày giảng những cái thâm sâu thì cũng có, mà những cái ngay tại cuộc sống gì cũng không thiếu. Cho nên ngài nói với chúng tôi, ngài tôi nhớ là ngày đó ngài nói là cái trường hợp Phật tử sau này đến có xin đặt tên cho con cho cái thì phải sinh ra mới đặt, và cũng nên bảo các Phật tử nên sinh con ra mới đặt tên, chứ đừng có đặt trước. Đặt tên trước, cái thứ nhất là gì, lúc sinh lúc nở các thứ nó khó, rồi sau này nó cũng đứa trẻ nó cái gì cũng khó nuôi nữa. Đấy là những cái kinh nghiệm mà truyền từ các cụ, các tổ truyền sang cho chúng tôi, thì chúng tôi thấy là cái đó từ trước đến nay, cho nên tôi chưa bao giờ đặt tên cho ai chưa sinh cả, sinh ra mới đặt. Cũng đặt cho rất nhiều người rồi, các quý vị có thể chỉ cần nhắn tin và gọi điện về, tôi không nghe điện được thì cứ gọi cho bên văn phòng, cho phòng thông tin hay là cho các vị thị giả, gọi tên bố tên mẹ là được. Xong rồi tôi đặt cho mấy cái tên mà chọn. Tất nhiên tên thì chúng tôi đặt tên thì có thể nó cũng có hay hơn đấy. Vì sao? Vì chúng tôi biết cái ý nghĩa của chữ Hán, và cái tên, mỗi cái tên nó đều có ý nghĩa của nó thì nó sẽ tốt hơn đó. Chứ có cái tên dài dằng dặc ra mà ý nghĩa thì chả có cái gì cả đó. Xem cái tính cách của cái con người đó nữa thì được thì càng tốt. Thưa thầy, nhà con trước trong mảnh đất của gia đình chồng có thờ một cây hương, sau này xây nhà thì cây hương đấy bỏ không ai hương khói, và sau đó anh nhà con đập đi mà không làm lễ gì. Từ sau khi đập đi, trong gia đình anh em nhà con bỗng xảy ra rất nhiều chuyện, hai người đi tù, làm ăn thì mất hết. Con có đi cầu cúng nhưng không được. Nay có duyên đến chùa, con biết chỉ có Phật Pháp mới cứu được con, xin thầy chỉ cho con. Cây hương để thờ cái gì? Thờ thần linh thổ địa, môn khẩu thổ địa tài thần. Theo quan điểm của các nhà phong thủy học, thờ cây hương có hai luồng tư tưởng. Một luồng tư tưởng á, ở Việt Nam chúng ta theo cái đạo thánh á, thì họ gọi là thờ gì? Thờ mẫu bán thiên. Trên cái linh vị, cái bài vị để viết cái gì hiệu thờ á, thì họ viết là gì? Cung thỉnh
bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nha. Đấy là gì? Đấy là theo người, theo gì? Theo cái thuyết của gì? Của tứ phủ, của đạo thánh. Thì họ viết cái gì hiệu thờ là cung thỉnh bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nha. Và coi như đấy gọi là thờ mẫu bán thiên. Thờ mẫu bán thiên. Đấy là những người theo đạo thánh nhá, theo tứ phủ nhá. Còn những các nhà theo phong thủy học, có nghĩa là xuyên thiên về phong thủy á, thì họ lại viết cái gì hiệu là gì? Cung thỉnh, cung môn, môn khẩu, thổ địa, tài thần. À, hoặc là cung thỉnh, cung môn, môn khẩu, thổ địa, ban tài, tiếp lộc, vân vân. Nó tương giống giống như cái thờ thần tài ở trong nhà ấy. Thờ thần tài trong nhà. Đấy là về thuyết của gì? Của phong thủy. Của phong thủy. Mục đích là để gì? Đem đón tài lộc và bảo hộ bình an cho gia đình ở trên mảnh đất đó. Cho nên á, nếu mà gia đình nhà nào á, mà đất rộng, thờ cây hương cũng rất tốt. Trừ là ở thành phố nó không có, thì có gia đình họ vẫn thờ, họ làm trên tầng thượng á, vẫn có. Nhưng mà thờ cây hương theo cái nguyên tắc thờ của cây hương ở phong thủy á, người ta phải gì? Nó lại không hướng vào là nó vào tọa hung và hướng cát. Đấy là cái yêu cầu số 1. Tức là gì? Ngồi về cái hướng hung của chủ nhà và hướng về cái hướng cát, về cái mệnh của người chủ nhà. Ví dụ như người mà đông tứ trạch thì hợp sẽ là hợp hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam là 3 và chính bắc là 4. Người tây tứ trạch thì hợp với hướng tây là 1, tây bắc là 2, tây nam là 3 và đông bắc là 4. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Nếu mà người thuộc về tây tứ trạch á, thì cái lưng của cái cây hương đó phải hướng về hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam chính bắc là 3. Để quay mặt cây hương về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là trong 1 trong 4 hướng đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa, ấy khi người ta phải lại phải đoán được hướng rồi, cái hướng là cái số 1. Cái thứ hai đó là muốn được có tài có lộc á, thì người ta xây phải xây ở phía bên trũng và hướng lên phía bên gì? Bên cao, lấy cái chậu nước đổ ra cái sân mà nó chảy về hướng nào đó thì xây cây hương ở hướng đó để quay lên, có nghĩa là gì? Là đoán lộc với cái ý nghĩa của phong thủy học. Ngày xưa chúng tôi học phong thủy thì họ hướng dẫn như vậy. Còn được hay không thì cũng còn tùy thuộc vào cái phúc của gia chủ nữa các quý vị ạ. Chứ không phải là cứ làm như thế là được lộc, lộc về như nước sông Đà đâu, không có đâu. Mà còn cái phúc của mình. Đây là nói một chút như thế. Cho nên cái việc thờ cây hương phải nói là theo cái quan niệm của phong thủy và của dân gian chúng ta cũng rất là tốt. Không có gì là xấu cả. Trong học kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy gì? Tất cả các vị thần, nếu chúng ta biết chuyển hóa họ, biết tôn trọng họ, thì các vị thần đó sẽ là những vị thần bảo hộ cho gì? Cho gia đình và cho chính tính mạng của chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Ác độc quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, vân vân. Cho đến những hành bệnh quỷ vương và ác độc quỷ vương là những vị quỷ vương gì ạ? Chuyên đem những tai họa, những gieo rắc, những cái niềm đau, những nỗi sợ hãi cho dân gian. Nhưng mà người đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì lại được các vị gì? Ác độc quỷ vương và gì? Hành bệnh quỷ vương nhấn đến là gì? Là chú mệnh quỷ vương đều bảo hộ chúng ta, đều giúp đỡ chúng ta và sai các vị thiện quỷ thần đến để gì? Để trông nhà, giữ cửa, đi theo chúng ta để bảo vệ tính mạng cho chúng ta. Vậy xấu hay tốt? Tất cả ở thế gian này, các vị quỷ thần xấu hay tốt đều do chúng ta đối xử với họ vậy. Chúng ta không tôn trọng họ thì họ cũng quay lại gì? Cũng quay lại không tôn trọng chúng ta và thậm chí còn gì? Tìm cách để hại chúng ta nữa. Nếu chúng ta tôn trọng họ, sống hòa hiếu với họ thì họ sẽ gì? Cũng sẽ tôn trọng và sống hòa hiếu với chúng ta, thậm chí còn bảo hộ cho chúng ta. Đó, cho nên quan điểm của tôi á, từ khi mà truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, học và hiểu được cái ý nghĩa Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, tất cả các vị quỷ thần đều có thể là những thần bảo hộ Phật pháp, đều có thể là những vị thần bảo hộ cho nhân gian chúng ta, nếu chúng ta hướng về họ, nghĩ thiện về họ, đem công đức thiện của chúng ta tu tập làm được để hồi hướng cho họ, thì họ cũng sẽ coi chúng ta như một người bạn, coi chúng ta như một người gì? Một người thầy. Nếu chúng ta nhiều phúc hơn họ thì họ coi chúng ta như một người thầy. Nếu chúng ta kém phúc hơn họ thì họ coi chúng ta như một người gì? Một người em, một người con. Chúng ta phúc bằng họ thì coi chúng ta như một người bạn để mà gì? Bảo hộ cho chúng ta. Cho nên cái việc thờ cây hương cũng rất quan trọng. Nếu mà đập bỏ đi như trường hợp Phật tử này có câu hỏi đó,
tự ý mà đập bỏ đi, không làm lễ mà đập bỏ đi, tức là phá nhà của gì, của quỷ thần. Cho nên khiến cho quỷ thần là gì, là không có nhà cửa để ở, là họ giận dữ, và họ là gì, họ đi gì, họ trách phạt lại mình. Vì vậy trường hợp này theo tôi thì khuyên nên về, nên xây lại cây hương vào đúng cái chỗ đó, bốc lại bát hương, thậm chí là nhờ nhà chùa đến làm lễ. Nếu mà gần gần trong khu vực Hà Nội này thì đến xuống phòng thông tin gặp các thầy hướng dẫn cho bốc bát hương, và thầy sẽ cho một sư ông đến lễ lại cho nó yên đi. Không có tù tội nhà có mấy người mà hai người vào tù rồi lại đánh nhau, chửi nhau lục đục như thế thì khổ lắm. Đấy, trường hợp này khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi bạch thầy, đây là lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên. Sáng hôm qua con có đọc được thông bạch về tháp báo ân. Con cũng muốn sau này được nhập cho cốt ở đây, nhưng có những điều con không hiểu lắm. Nhập tháp có gì tốt ạ? Và có khác không nếu chôn người mất ở giữa nghĩa trang ạ? Bạch thầy trả lời cho con được biết. A Di Đà Phật. Không tốt thì không bao giờ tôi làm. Những việc gì không tốt không bao giờ tôi làm cho chúng sinh và cho Phật Pháp cả. Những điều gì có phương hại cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân, cho Phật giáo không bao giờ tôi làm. Các vị biết là nghe cái tên tháp thôi chúng ta đã hiểu là tháp báo ân. Tức là dành cho gì? Cái thứ nhất, tôi thì gì? Muốn báo ân Phật. Cho nên đó, xây dựng lên cái tháp này để là cái phương tiện độ cho gì? Các Phật tử về với Phật. Đông các Phật tử về với Phật được, tức là gì? Tôi báo ân Phật được một phần. Cái thứ hai là gì? Muốn cho chúng ta gì? Báo ân Phật. Phật đã độ cho chúng ta rồi thì chúng ta gì? Đừng có trầm luân ở trong luân hồi lục đạo mãi nữa, khiến cho Bồ Tát Địa Tạng mãi mãi cứ gì? Cứ dắt chúng ta ra vài kiếp sau gì? Lại vào trong đấy lại thấy cái mặt mũi cháu, sao cái cậu này quen quen thế? Cái cô này quen quen thế? Bồ Tát bảo ngừng mặt lên xem nào. Bồ Tát bảo đúng rồi, mấy kiếp trước ta vừa cứu ngươi, sao bây giờ ngươi lại ở trong này rồi? Đó. Thì chúng ta lúc đó chỉ có biết khóc thôi. Hu hu bảo thôi thì con đã chót gì, nhầm chót dại. Xin là Bồ Tát thương dắt con ra, lần sau con chừa còn không làm nữa. Nhưng vừa dắt nó ra kiếp sau được làm người, sinh ra lớn mấy chục năm sau, nó lại sát sinh hại vật, sát đạo dâm vọng, không việc gì nó không làm. Cho nên á, vài chục năm sau, nó lại vào đó, lần sau gặp Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát bảo ngẩng mặt lên xem, bảo mới thì mấy chục năm trước nhà ngươi hứa với ta là gì không vào đây nữa mà. Thế bảo thôi lại Bồ Tát, con đã chót lầm lỡ thôi, Bồ Tát thương con lần nữa. Kiếp sau cứ như thế làm cho Bồ Tát nhọc vì chúng ta quá đi thôi, khiến cho cái đại nguyện của Ngài không biết bao giờ Ngài thành Phật được. Cho nên nay chúng ta báo ân Phật là sao? Chúng ta tu đi. Sống chúng ta tu mà gì, chết chúng ta cũng tu. Nếu chết chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được luôn á, thì đó là gì, một cái điều vinh hạnh lớn nhất. Còn chưa được về á, thì 47-49 ngày hoặc thậm chí lâu hơn nữa, thì đó là một cái gì? Đó là một cái bông sen thu nhỏ ở quái Sa Bà uế trược cho chúng ta tu đấy các quý vị. Tây Phương Cực Lạc, những người sinh về đó thì gì? Từ hoa sen mà sinh ra. Còn ở quái Sa Bà này, bình thường các quý vị chết trong đem ra chôn ra ngoài nghĩa địa thì ở với ai? Ở ngoài đó thì có rất nhiều đàn anh, đàn chị, đầu bò, đầu biếu. Mình gọi là gì ạ? Các loài yêu tinh, quỷ mị rất nhiều ở trong đó. Như ở trong chùa thì có thiền thần, có hộ pháp, có gì? Có thiên long bát bộ và có chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên trong cửa chùa nó là một cái nơi thanh tịnh, tu tập. Nếu chúng ta chưa được giải thoát thì cái nguyện của tôi ở đó, mỗi một cái tháp để hài cốt của chúng ta, một cái tầng đó là một cái bông sen để cho chúng ta ở trong đó để tu. Tu cho đến ngày gì? Ngày được giải thoát, ngày được vãng sinh thì mới thôi. Nó khác ở nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ đấy đấy. Cho nên á, đấy là một cái gì? Cái lợi ích cho chúng ta báo ân Phật là gì? Chúng con nhiều đời nhiều kiếp cứ làm khổ Phật, khổ Bồ Tát, cứ vào lại ra, vào lại ra. Bây giờ thôi con nguyện là gì? Kiếp này nó con không vào nữa, con đi ra thẳng đấy. Con về Tây Phương thẳng đấy. Vì chùa của chúng ta là chùa tu về tịnh độ mà. Tụng kinh Địa Tạng cũng là gì? Là cái gieo duyên để tu về tịnh độ. Tụng kinh Phổ Môn cũng vậy. Tất cả các kinh điển của Phật, chúng ta tu kinh gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất chúng ta gì? Chốt lại chúng ta lại
niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái điều then chốt của đạo tràng của chúng ta. Chúng ta đừng có chấp là phải tu tịnh độ là phải tụng kinh A Di Đà, phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, không có đâu. Tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa mà. Mà tại sao ngài làm tổ thứ 6 chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ngài là gì? Ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài có tụng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Di Đà đâu, mà ngài là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Đó, cho nên chúng ta thấy không quan trọng, kinh nó là phương tiện, còn một câu niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương mới là quan trọng nhất. Vì vậy á, mà ở đây thì thầy cũng nói sơ sơ thôi, cái thời gian nó không có nhiều. Phật tử muốn hiểu biết thêm thì về cái nhập tháp này, đi lên xuống phòng khách để hỏi các sư phụ trách cái đó, các vị sẽ tư vấn thêm cho. À, nhưng mà lợi ích có không? Chắc chắn là có rất nhiều. Khác nhau một trời một vực giữa gì? Phật tử chúng ta sau khi mất mà đem cái thân thể của chúng ta ra ngoài nghĩa địa, nếu chúng ta được giải thoát vãng sinh rồi thì đấy chỉ là nắm cho thôi. Nhưng ai dám chắc chắn với tôi là gì? Sau khi con mất con vãng sinh ngay. Ai chắc chắn giơ tay tôi xem. Chả ai dám chắc chắn cả. Đến tôi đây còn chưa chắc chắn các quý vị. Tôi là người xuất gia, đã tu với thì có duyên tu với Phật hằng hà sa số kiếp rồi. Mà còn tôi còn chưa dám khẳng định là tôi sau khi mất tôi vãng sinh luôn. Vì sao? Vì A Di Đà Phật chưa báo với tôi rằng ngày này ngày nọ đến đoán tôi, cho nên tôi chưa chắc chắn. Mà tôi thì vẫn cứ nói là gì? Sau khi tôi mất các vị tăng ni Phật tử đừng có khóc, đừng vội chống kèn, đừng vội bàn nhau về thừa kế ngôi chùa, mà hãy gì? Hãy bàn nhau cái đầu tiên là cùng nhau về trợ niệm để cho thầy. Tôi thì chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đi thôi, không nhiều đâu. Các quý vị tôi trợ niệm thì chắc nhanh hơn, nhanh thôi. Vì không còn gì là vướng mắc nhiều, cho nên chỉ 3 tiếng, nhiều nhất là 3 tiếng thì đi thôi. Thân thể chưa kịp lạnh thì đã đi rồi, cho nên các vị không phải nhọc cho các vị lắm. Bao giờ mà nếu mà tôi mất mà niệm 3 tiếng đồng hồ thấy tôi mỉm cười á, thì lúc đó thì thôi chả cần phải trợ niệm nữa, dừng lại mà lo hậu sự thôi. Chôn cũng được, thiêu cũng được, muốn làm gì thì làm, chả quan trọng cái chuyện đó. Mà sau này mất á, thì nếu có chôn có thiêu thì dành cho tôi một suất ở trên đó, tôi cùng ở với các Phật tử để cùng tu. Hoặc nếu vãng sinh rồi thì quay sang để dẫn dắt cho các Phật tử tu. Cái này không phải là làm để cho mình các Phật tử đâu, mà các sư sau này có ở trên đó, tầng 9 là dành cho tất cả các sư. Mà thôi sau này tôi mất lúc nào các sư trong chùa cho tôi một suất ở trên đó với, thương tôi cho tôi một suất để cùng tu với mọi người cho nó vui. Chưa vãng sinh thì tu cho được vãng sinh, và vãng sinh rồi thì dùng một phân thân quay lại để hướng dẫn cho các Phật tử cùng tu để vãng sinh. Các Phật tử thấy có bao giờ có pháp hội nào tôi quên những người đã mất? Các Phật tử chúng ta đã mất rồi mà ở ngoài tháp không có quên không? Không. Thậm chí các khóa tu tôi lên khóa lễ ngày nào tôi không quên. Ngày nào tôi cũng nhắc các vị là phải tu. Tôi hồi hướng cho các vị, tức là gì? Tôi nhắc các vị tu đấy. Cái lợi ích ấy, thì đấy là một phần nữa là sao? Chúng ta chết rồi mà vẫn gieo duyên được con cháu chúng ta theo đạo, theo Phật. Đấy, còn sống qua bảo nó đi Phật, đi chùa, nó chả tin, có khi nó chả đi đâu. Nhưng chúng ta chết rồi. Đấy, bình thường chúng ta còn sống không độ được nó, thì chết chúng ta độ được nó đấy các vị ạ. Làm sao? Đó là khi mà nó gì, nó nghe theo lời chúng ta, nó ký vào cái giấy cho bố mẹ hay là ông bà lên nhập tháp ở trên chùa. Thế thì khi mà chúng ta mất, hỏa thiêu xong thì đương nhiên nó phải lên đem cái nắm cho nắm cốt của chúng ta lên để làm lễ chứ, đúng không? Nó có bỏ chúng ta ở dọc ngoài đường hay là ngoài nhà hỏa táng không các quý vị? Có không? Có. Nó đi vào lúc bố mẹ nó mất hoặc ông bà nó mất, nó đang sợ là gì? Đang sợ nó có thể gì cũng bị mất theo, cho nên nó cũng sợ, nó vào nó chùa, nó lễ. Lúc đấy nó đi lễ thì thành tâm lắm, lên các sư làm lễ tụng kinh cho nó thấy cũng hay đấy chứ. Chả trách mà trước đây ông bà nhà mình cứ tin theo, trước đây mình mãi bận công ăn việc làm không tin, bây giờ thấy là cũng hay, thế tin. Đấy là gì? Ngày đầu tiên đem hài cốt của ông bà bố mẹ đến, nó đã đến nó lễ Phật, nó ngồi từ đầu đến cuối rồi, gieo duyên cho nó ngồi lễ Phật xì sụp ra rồi. Hết chưa? Chưa hết. Ngày giỗ, ngày Tết, bình thường ra thì theo đạo hiếu ở thế gian, kể cả chôn ngoài nghĩa địa thì ngày giỗ ngày Tết nó cũng phải ra ngoài nghĩa địa để thắp hương, đúng không? Ngày giỗ thì tha thắp hương để mời gì? Mời các cụ về để
để chứng dỗ cho. Ngày Tết thì mời các cụ về để ăn Tết với con với cháu. Nhưng đằng này thì nó khác. Ở trong chùa thì nó không phải ra nghĩa địa mà nó đến chùa. Đầu tiên nó vào nó gì, nó lễ Phật hoặc gì nó lễ ông bà nó trước cũng chả quan trọng, Phật không chấp cái chuyện đó. Nó lễ trước thì nó gì, ở cái chùa này càng ngày càng thấy gì, trang nghiêm. Tôi thì muốn xây ra dựng cái chùa này thành một cái cảnh gì, cực lạc nhân gian thu nhỏ. Thờ Phật thì phải trang nghiêm để cho mọi người phát tâm. Còn nơi ở của mình thì đơn giản thôi. Nơi ở của Tăng Ni và nơi ở của tôi thì rất là đơn giản thôi. Chứ còn chỗ thờ phụng thì phải thật trang nghiêm. Như cảnh giới của cực lạc thu nhỏ ở xa bà chúng ta, thế giới chúng ta đấy. Cho mọi người dễ phát tâm, dễ khởi tín tâm. Chúng sinh nó cứ thấy cái gì mà đẹp thì nó mới thích mà. Xấu nó đâu có thích đâu, chúng ta cũng thế. Ngày xưa còn trẻ, con gái yêu con trai mà nhìn nó xấu mù rồi chúng ta có yêu không? Con trai mà yêu con gái mà gì nhìn gì, răng cái gì, cái trên cái dưới nó chìa ra nó muốn cuốc nhau thì chúng ta có yêu không? Khó lắm các quý vị ạ. Đây xin lỗi nếu mà ở đây có ai mà giống chị Nở một chút thì cũng thông cảm nhá. Đó. Thật mà. Đó. Cho nên là con người chúng ta thường thường ai cũng yêu thích cái đẹp. Thì mình xây dựng cái cảnh Phật cho trang nghiêm, cho đẹp đẽ để cho chúng sinh nó phát khởi. Vì vậy mà chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này phần lớn là gì? Đều ra lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để làm phương tiện phổ độ chúng sinh. Đấy cho nên ở đây thì nó còn nhiều nhiều lợi ích nữa lắm. Nhưng mà thời gian nó không có cho nên xin dừng lại ở đây. Một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tên con là Phan Thị Lý, con ở Việt Trì, Phú Thọ. Gia đình con chuyện về tâm linh. Con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ bố thí cho con. Con gái của con là Vũ Thị Lan Phương, 38 tuổi. Vì khi cháu sinh con thứ ba được 2 tháng, sức khỏe cháu yếu. Cháu nghe người ta bảo ngồi thiền cho khỏe. Vì cháu không biết nên cháu cũng nghe theo. Khi ngồi thiền được 10 ngày, nhưng trong khi ngồi thiền có mở băng đĩa nghe chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng, nhưng là tiếng Ấn Độ. Sau đó cháu bị đau đầu và bây giờ cháu bị loạn thần, sợ bóng tối và cháu nói cháu nhìn thấy rất nhiều ma. Và trong đầu có nghe thấy rất nhiều người nói và có cả tiếng rì rào róc rách. Cháu không ngủ được, không ăn được. Hiện tại sức khỏe của cháu rất yếu. Đặc biệt là khi cháu sinh được cháu trai được 2 tháng tuổi thì bỗng dưng cháu gọi được mẹ mấy tối liền. Khi cháu được 3 tháng thì cháu gọi được bà ơi. Từ đó đến giờ cháu không gọi nữa. Hiện tại cháu được gần 6 tháng. Con kính bạch thầy hoan hỷ giúp cháu để cháu chữa khỏi bệnh, cháu được mạnh khỏe để cháu nuôi con của cháu. Con xin kính chúc thầy năm mới luôn luôn được mạnh khỏe. Thầy luôn là cây cao bóng cả để chúng con nương tựa vào thầy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử Phan Thị Lý ở Việt Trì, Phú Thọ đưa câu hỏi thì chúng ta, thầy đọc chúng ta đều nghe rồi. Nói là có đứa con gái năm nay 38 tuổi, sau khi sinh con sức khỏe yếu thì có người bảo ngồi thiền thì sẽ khỏe, mà khi ngồi thiền thì nghe thêm câu thần chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng, do đó thì một thời gian thì thế là đau đầu và sinh ra loạn thần, rồi bây giờ thì sợ bóng tối, sợ mọi người vân vân đó. Ở đây các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa mới nói là muốn tu thiền phải có thầy dạy là như thế. Phải có thầy dạy. Thầy dạy để làm sao? Khi mà ngồi thiền, cái điều cốt yếu của việc gì? Đầu tiên là phải điều thân. Thứ hai là điều hòa hơi thở. Và thứ ba là phải điều tâm. Ba cái này phải như cái đỉnh ba chân, như kiềng ba chân ấy. Hành giả muốn tu thiền thì phải điều hòa được ba thứ này. Mà muốn điều hòa được ba thứ này thì thường thường là phải có thầy dạy, hoặc là mình phải gì? Phải nghiên cứu thật sâu, thật vững chắc về các phương pháp tọa thiền, điều thân, điều hòa hơi thở và điều tâm của các tổ đã dạy ở trong
kinh luận thì mới có thể tự mình ngồi được. Trường hợp này chắc chắn là như ở trong nhà thiền hay là người tu chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cái này chúng tôi cũng gặp khá nhiều. Kể cả người niệm Phật còn bị kiểu như thế này. Ví dụ như cách đây hơn năm, có một cháu sinh viên mới ra trường, mới đi làm được mấy tháng. Đi ô tô buýt, nghe thấy một người mà mặc áo nâu, không biết là Phật tử hay không, mặc áo nâu, một bà cụ bảo là niệm Phật tốt lắm, cháu niệm Phật đi. Thế là về thì bắt đầu là cứ thế là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật suốt như thế. Mấy hôm sau tự nhiên là gì? Nhìn thấy, lúc thì nhìn thấy Phật, lúc thì nhìn thấy Bồ Tát, và bắt đầu khởi tâm gì vui mừng, và dần dần gì nhìn thấy cả ma nữa. Khi nhìn thấy Phật thì mừng, nhìn thấy ma thì sợ. Cho nên nó được một thời gian sau là tự nhiên là mất ăn mất ngủ, và chân tay gì cứ luôn đầy bẩy. Khi mà một người bạn đưa cái bé lên đây, bé nữ đưa lên đây thì mặt mũi thì tái mét và đổi sắc, và chân tay thì cứ run lẩy bẩy như thế này, người cứ run lẩy bẩy như vậy, cũng sợ gì, sợ ánh sáng, sợ đông người, và sợ cả gì, cả Phật nữa. Khi đưa lên đây, tôi đang làm ở ngoài cửa ngoài kia, ở ngoài chỗ tôn tượng Di Lặc, ở ngoài cửa vào, nhìn thấy không còn cái hồn sống nữa, thế hỏi làm sao thì mới bảo là gì? Đó, niệm Phật mà bị như thế. Xong tôi mới bảo là niệm Phật mà sai cách, niệm Phật mà dụng tâm gì không đúng á, thì vẫn tẩu hỏa nhập ma như thường. Đây, đứa bạn lúc đó, cái bé nó không biết gì nữa, thì đứa bạn nó bảo thôi xin thầy cứu bạn của con, chỉ có thầy cứu được thôi. Đấy, con cũng đi cúng đi bái, đưa bạn nó đi cúng, gia đình cũng đưa đi cúng rồi nhưng không khỏi. Đến gặp mấy chùa rồi, đi bắt ma bắt quỷ rồi cũng không khỏi. Tôi bảo cái này không phải ma, cái này do gì, dụng tâm sai thì phải gì ạ, phải sửa lại cái tâm, chứ không phải cái gì cũng đi cúng là khỏi được, cái gì cũng bắt ma là khỏi được. Đó. Bảo đi xuống Hòa Thượng tới Hải Phòng để dùng cái lắc để bắt ma rồi, nhưng mà gì, nó không khỏi về, nó vẫn thế. Tôi bảo cái này không phải là ma, không phải ma, mà ma ở đây gì, do chính tâm biến thành ma, chứ không phải do con ma bên ngoài tác động vào. Đó. Cho nên tôi bảo thôi về thì bây giờ muốn khỏi không? Cháu nó bảo, bạn nó bảo là bây giờ bạn của con không biết cái gì nữa. Thế tôi bảo ừ được rồi, nhưng mà bây giờ con, tôi nói nó còn nhận thức được, còn hiểu không? Thế hỏi, tôi hỏi là thế thầy nói con còn hiểu không? Nó gật gật đầu, có nghĩa là vẫn hiểu, nhưng mà nó không ý thức được cao. Thế tôi mới bảo là thôi bây giờ nhé, lại tiếp tục về niệm Phật nhé. Nó sợ, nó nghe vào niệm Phật một cái nó rúm người, là nó lắc đầu, nó bảo không không, sợ lắm, nó sợ Phật. Thế tôi bảo không, cái mà gì, cô niệm Phật trước đây á, nó khác với cách thầy dạy cô niệm Phật bây giờ. Bảo đấy là cứ yên tâm đi, chịu khó thầy hướng dẫn cho cái cách niệm Phật này để chữa bệnh, chứ không phải cách niệm Phật ngày xưa để mắc bệnh, còn cách niệm Phật bây giờ là để chữa bệnh. Thế nghe nói như vậy thì nó rạng rỡ lên, bắt đầu thì đi vào phòng khách ngồi nói chuyện một chút và dạy cho nó cái phương pháp gì ngồi thiền để niệm Phật. Trước đây thì nó gì, nó ngồi niệm Phật nó cứ nhất tâm nó niệm, nó mong cầu thấy Phật cho nên nó bị dính như thế. Chứ bây giờ ngồi thiền niệm Phật cứ niệm hơi thở, hít vào thở ra trụ tâm nơi đan điền, và niệm Phật cứ nam, hít vào thở ra mô, cho nên A Di Đà Phật, cứ như thế, tuần tự như thế. Và chỉ có một tuần sau thôi, bạn nó đưa lên thì khỏi đến 80-90% là tỉnh táo rồi, về niệm thêm mấy tuần nữa thế là khỏi bình thường. Có nghĩa gì, bệnh do tâm thì phải gì? Dùng tâm để mà trị. Bệnh do tu sai pháp thì phải gì? Phải tu sai pháp, phải tu đúng pháp để mà trị. Cái trường hợp này chắc chắn là do tu gì, tu sai pháp rồi. Cái này thôi, hôm nào thì mang cháu nó sang đây, vào cái ngày không có khóa tu ấy, nó vắng, vào khóa tu địa tạng ấy, hoặc khóa tu địa tạng buổi chiều, khóa tu địa tạng thì có thể rỗi rỗi thì thầy tiếp được. Còn pháp hội thế này thì đừng có gặp thì còn không tiếp, chứ đừng nói là giúp đỡ. Tại vì những ngày này là dành toàn tâm toàn ý cho đại chúng, cho pháp hội. Đến người nhà tôi còn chẳng tiếp mà. Người nhà ra hôm qua giờ mấy người ra gõ cửa rồi tôi còn không tiếp. Bước lên cầu thang rồi tôi còn bảo thị giả đuổi xuống. Tại nó đi vào những cái ngày mà ít người. Ngày hôm nay thì chỉ có trả lời được thôi. Đó, thì trường hợp này thì cứ đưa cháu sang xem. Đấy, chúng tôi sẽ tùy duyên để có thể giúp được. Bởi vì nhiều trường hợp giúp được rồi. Nhiều trường hợp thì tu theo ngoại đạo ở dưới Thường Tín năm ngoái năm kia. Cũng tu theo ngoại đạo mở huyệt luân xa.
Cuối cùng người lên gì, người chả người, ma chả ra ma. Đó, nửa người nửa ma, chân tay cứ run lẩy bẩy, ăn chả được, uống chả xong. Có cái gì đâu, bảo ở lại chùa để làm công quả và dạy cho mấy bài thể dục, thế là khỏi, có gì đâu mà dạy cho mấy bài thể dục thôi. Nhưng mà thì nó phải gì, nó phải tin mình. Tất nhiên tôi dạy thì có thể nó khỏi đấy, nhưng mà các vị dạy xem nó có khỏi không. Các vị cũng vừa dạy nó thể dục như thế, nó có khỏi không? Điều đó là điều then chốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, con là một Phật tử ở trong ban trợ niệm thuộc đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Vừa qua chúng con đi trợ niệm có xảy ra việc như sau, kính mong thầy khai thị để chúng con được hiểu rõ. Vừa qua chúng con đi chợ niệm, gia đình có người mất, họ có phát tâm nấu cơm trưa cho chúng con ăn. Thầy dạy rằng không được nhận bất cứ thứ gì của gia đình có người mất cả thì mới được viên mãn. Nên hôm đó chúng con không yêu cầu, không dám nhận thứ gì của gia đình cả. Nhưng gia đình họ tự phát tâm và đã nấu cơm xong xuôi hết rồi. Vậy nên có một số Phật tử đã từ chối không dùng cơm trưa của gia đình họ chuẩn bị, khiến cho gia đình tín chủ cảm thấy buồn và áy náy. Có Phật tử ở trong đoàn trợ niệm còn nói với gia đình là bữa cơm họ nấu, mua hết bao nhiêu tiền thức ăn để ban trợ niệm gửi. Điều đó khiến cho gia đình tín chủ có người mất không được hoan hỷ. Kính mong thầy khai thị cho những trường hợp đó, chúng con phải làm như thế nào? Khổ theo thầy mấy năm nay sao mà còn ngu thế? Chắc là thầy ngu cho nên trò cũng dốt luôn. Nhưng tôi có đến nỗi dạy các quý vị ngu đến như thôi thế đâu. Ở đây không nhận là gì? Mình không nhận tiền bạc, không nhận những gì? Những đồ làm kỷ niệm quý giá, đắt giá, có giá trị của người ta. Hay là gì, mình không đến vòi người ta là phải cái này, phải cái nọ, phải cái kia. Ai đi chợ niệm, đừng có mình đi chợ niệm là để gì? Gieo cái duyên cho người mất cũng như cho người sống. Cho nên ở đây mình phải làm thế nào để tạo một cái không khí để hoan hỷ và thuận thiện nhất giữa ban chợ niệm của mình và gì? Người thân cũng như cái gì? Cái bệnh nhân đang nằm ở trên giường mà chuẩn bị mất kia. Phải có một cái mối quan hệ thân thiện nhất. Ví dụ, trước đây tôi nghe thấy mấy Phật tử ở trong ban trợ niệm khác với đạo tràng chúng ta có nói gì? Đi trợ niệm là không được xâm hại đến bất cứ một cái gì của gia đình. Nước tự phải mang đi để uống, cơm phải gói đi để ăn. Và đấy là gì? Những cái nhỏ nhất đó là nước mang đi để uống, cơm mang đi để ăn, và cái tâm cũng phải mang đi chứ không được gì? Không được dùng của gia đình. Như vậy cái trường hợp này đấy, gia đình họ gì? Họ nấu cơm rồi mà chúng ta gì? Không ăn. Mà xong ăn thì lại bảo là gì? Hết bao nhiêu tiền chúng tôi trả. Như vậy là gì? Cố chấp. Tôi có dạy các quý vị cố chấp như vậy không? Không có. Chúng ta biết là gì? Đi chợ niệm chúng ta phải tùy theo phương tiện. Ví dụ gia đình ở xa, họ nhất tâm họ thỉnh, mà đạo tràng chúng ta đông hoặc chúng ta không có điều kiện để thuê xe, thuê cộ chẳng hạn, thì họ gì? Họ nhất tâm họ bảo là thôi cụ ơi, các Phật tử thì cứ gọi cái xe cho con, hoặc họ mang xe đến tận nơi họ đón, thì chúng ta gì? Vẫn cứ đi bình thường. Họ thuê cái xe và họ xin trả tiền xe, không sao, chúng ta vẫn đi bình thường, giao duyên mà, có sao đâu. Chúng ta đến gia đình gì? Cái nước thì bây giờ chúng ta biết nó cũng rẻ không, mà nhà nào mà chẳng có một cái thùng la vi thật to, hoặc là cái thùng la vi ở đó, đặc biệt khi nhà có người ốm đau, họ có để tiếp khách thì chúng ta dùng cũng có sao đâu. Nếu chúng ta đến nhà họ chỉ có nước trắng mà chúng ta bảo ôi tôi không uống nước trắng đâu, tôi uống bò húc cơ, cho nên phải đi ra để mua bò húc cho mình á. Mua bò húc về thì có một cụ thì bảo là gì, tôi không uống được bò húc đâu, tôi uống gì, nước cam cơ. Họ lại phải gì, ra mua nước cam. Lại có một Phật tử trong đạo tràng bảo tôi không uống nước cam, tôi uống gì, tôi uống trà sâm rứa cơ. Thế thì mới gọi là gì, mới gọi làm phiền gia đình, làm phiền tín chủ, khổ lắm. Cơm họ nấu gì?
Nếu mà gì đi xa mà nấu thì họ chúng ta không chuẩn bị được. Mà tốt nhất là gì? Đến những nơi như thế, nếu mà trợ niệm lâu dài, họ nhất tâm họ thổi cơm, chúng ta cứ hoan hỉ để thọ nhận cho họ gì? Cho họ vui. Họ cúng dường, những người tu họ gì? Họ có phúc mà. Chúng ta san phúc một chút cho họ không được à? Bún xỉn thế. Nếu bún xỉn như vậy, các vị lên đây cúng dường tôi chả nhận cái gì xem. Lo buồn, thầy không tiếp, thế này thế nọ. Đó. Cho nên cũng phải nhận chứ. Mấy Phật tử mang mấy bộ quần áo lên hôm mùa đông vừa rồi ấy, khổ quá nhìn thấy cái bộ quần áo mình có mặc bao giờ đâu. Nhưng họ mang lên họ thì họ bảo là chúng con nhất tâm chúng con thế này khác, mình vẫn phải gì? Cười tươi niềm nở đoán nhận, thậm chí phải đứng lên để mặc gì? Mặc thử vào, ôi đẹp lắm. Để sao? Để cho họ gì? Họ hoan hỉ. Họ cúng dường mà họ không sinh tâm hoan hỉ thì họ gì? Họ không có phúc. Cho nên mình cũng phải phương tiện làm sao để cho họ hoan hỉ. Chúng ta cũng vậy, đi trợ niệm đến gia đình người ta, người ta mà có điều kiện, người ta nấu cơm, có nước cho chúng ta uống, chúng ta cứ dùng, nhưng mà có đừng có vòi họ thôi. Đừng có được vòi đòi tiền là được, như tôi nói lúc ví dụ lúc nãy là được. Còn chúng ta gì? Tất cả cái đó là phương tiện. Nhưng một điều đặc biệt là gì? Không nhận tiền, không nhận quà để cho bản thân riêng mình. Còn cái lúc đó thì bữa cơm chén nước thì phương tiện dùng được để cho gia đình họ hoan hỉ, họ thêm cái niềm tin vào Phật. Không có thấy chúng ta gì? Đi trợ niệm mà cứng nhắc như thế. Mình còn chấp khư khư ra còn làm gì mà khiến cho người nhà về Tây Phương được các quý vị? Hão. Hão là sao? Giả đấy. Cơm. Anh tu mà anh còn chấp như thế, chấp như con mèo. Con mèo chấp cái gì biết chưa? Thôi, nói đến đấy là tự hiểu. Đó. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta đi trở niệm cũng phải rút kinh nghiệm, đặc biệt là đạo tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam chúng ta. Thầy không dạy như thế thì đừng có làm những cái việc. Còn người khác ở đạo tràng khác kệ họ. Mình đã tin thầy, theo thầy, thầy mình dạy thế nào thì mình cứ làm như thế. Phúc thì ta hưởng, tội thì thầy gì? Thầy gánh mà. Cứ làm theo thầy dạy, tội thì thầy gì? Thầy gánh cho. Còn phúc thì gì? Các quý vị cứ gì? Cứ tỏ tí te mà hưởng đi. Có một Phật tử nó hỏi, kính bạch thầy, con mới ở miền Nam chuyển ra Hà Nội sinh sống gần một năm nay, nhà có hai vợ chồng. Con đã lên thăm chùa hai lần, đã gặp các sư cô phụ trách phòng thông tin và hỏi về vấn đề nhập tháp báo ân. Nhưng các sư cô giải thích chưa rõ, cho nên về chồng con còn lưỡng lự, xin thầy giải thích cho con được biết để vợ chồng con có thể được nhập tháp báo ân ở tại chùa. Ở đây có Phật tử nói rằng hai vợ chồng mới chuyển từ miền Nam ra Hà Nội, muốn nhập tháp lên chùa 2-3 lần rồi, nhưng mà các sư cô giải thích chưa rõ, cho nên thì nay muốn giải thích rõ để có thể được vợ chồng có thể được nhập tháp. Ở đây á, thì cái này thì nhà chùa thì không phải là khuyến khích cái này, bởi vì cái này là chỉ dành cho những người có duyên thôi. Ai mà đủ duyên á, thì tự nhiên là gì, mọi việc Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp, gia đình chúng ta gì, con cháu cũng sẽ gì, cũng sẽ hoan hỉ, người thân cũng sẽ hoan hỉ. Có những trường hợp đăng ký 2 năm nay rồi, vừa qua mất ấy, các con ấy, nó có cho vào đâu. Mà bình thường còn sống, nó thì nó lừa mẹ, nó như là gì, như thật ấy. Nhà ngay về sân Tây này này, nó lừa là mẹ cứ yên tâm đi, mẹ không phải lo. Đấy, đến khi thì mẹ mất bất cứ lúc nào, chúng con sẽ gì, làm tọa nguyện lòng mẹ. Nhưng mà khi vừa nằm xuống một cái, nó họp gia đình lại, nó gì, không có tháp thiết gì cả. Và cái trường hợp đó, họ cũng không cho trợ niệm luôn. Đó. Một hai Phật tử thân tín, có bạn của người đó đến thăm viếng thì nói rằng vừa nằm xuống một cái bảo trợ niệm, nó bảo không. Cái đứa con trai với gì? 2-3 đứa con trai nó họp lại, nó bảo nhất định không, không có trợ niệm gì nhất gì cả. Và cũng chẳng có tháp chiếc gì nữa. Đấy là khi bà còn sống thì nói như vậy cho bà vui thôi. Cho nên không luôn. Mà khi mà biết được cái chuyện đó một cái thì cái lúc đầu thì mất đấy. Phật tử kể đến viếng kể lại, lúc đầu mất thì cái thân thể của bà cụ còn gì, còn hồng hào, còn dễ xem.
Nhưng càng về sau, người cứ tím tái, đen lại. Mà kiến ở đâu, cái kiến hôi ở đâu nó cứ bò đến đầy chứ. Miệng cứ ứa cái nước dãi ra, cái mũi dãi ra rớt rớt, nhìn ghê lắm. Đó là sao? Đó là cái nghiệp, cái duyên của mình. Đấy, còn sống thì gì? Nó hứa đấy. Nó làm cho mẹ thì vui đấy, chết nằm xuống một cái gì nó bội hứa ngay. Đó là sao? Cũng là oan gia trái chủ. Đó cũng là cái nghiệp duyên của mình. Cho nên cái việc mà con cháu nó hứa cũng chưa chắc đâu. Người thân hứa chưa chắc đâu. Và phải bao giờ thì sự việc nó diễn ra đúng như tâm nguyện của mình thì mới ổn. Cho nên nay các Phật tử chúng ta, ai mà đã đăng ký nhập tháp rồi, chúng ta cũng phải để dành một phương án B. Phương án B là sao? Tự mình phải ý thức được rằng mình đã gì? Đã gửi niềm tin rồi. Mình đã gửi cái tâm mình vào gì? Vào nơi Đức Phật rồi. Thì mình gì? Nhất tâm gì? Để niệm Phật, để sau khi, ngay sau khi ra đi một cái là thần thức mình được A-di-đà Phật hiện đế để tiếp rước mình đi. Còn con cháu nó có nghe theo, nó mang vào chùa hay không mang vào chùa, hay nói gì, nó thiêu hay là nó đem nó chôn kệ xác nó, đấy chỉ là tấm thây thôi, tấm thây chết thôi. Phương án B là phương án tối ưu nhất, là chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ còn sống này. Không có đến lúc đó gì, khởi một niệm tâm là gì? Oán trách con cháu. Khởi một niệm tâm là gì? Thù hận. Liền A-di-đà Phật quay lưng bỏ đi, không, vì Ngài đâu có rước những gì, những người gì còn khởi cái tâm thù hận về thế giới Ngài đâu. Cho nên chúng ta lại bảo là tu cả đời, quan trọng nhất là gì? Một niệm lúc lâm chung là như thế. Điều quan trọng là gì? Trước khi lâm chung chúng ta phải buông bỏ được gì? Hết tất cả những cái ưu phiền, những cái lo lắng đó để về với Phật. Phương án đó, phương án tối ưu nhất. Còn ở đây Phật tử hỏi rằng các sư giải thích cho chưa rõ. Thầy cứ đọc cái thông bạch nhé. Lúc nào xuống, hôm nay có ở đây thì xuống bảo gì? Chắc có ở đây mới đưa câu hỏi đến đây. Thế bảo là xuống bảo các sư in cho cái thông bạch về cái nhập tháp, đọc cho nó kỹ đi. Còn nếu mà nhập tháp được ấy, mà thực tế mà làm được thì lợi ích không? Có lợi ích chứ. Không lợi ích thì thầy làm cái gì? Chúng ta biết bình thường ra, chúng ta tu tập gì? Cả đời thật. Nhưng mà ai dám chắc chắn là mình gì? Mình cả đời mình tu tập, mình quyết định được vãng sinh ngay một đời này. Hoặc ai cũng có thể chắc chắn được rằng sau khi mình xả bỏ báo thân, mình không chấp vào cái tấm thân, cái nắm xương kia để gì? Để đi ra nghĩa địa. Cho nên ở đây là một cái phương thức này. Nếu mà ai mà không chấp thì cũng có lợi. Có lợi làm sao? Mình mà vãng sinh rồi, ngay lập tức vãng sinh rồi, còn cái nắm xương chúng ta đem ra ngoài nghĩa địa, thì các vị biết đem ra nghĩa địa thì một năm, ngày giỗ và ngày Tết, các con các cháu ra nghĩa địa nó thắp hương một lần, nó có vái ai ngoài đấy không? Vái ông thổ thần, vái ông gì? Thổ địa đó thôi. Chứ còn gì? Ta có thể dùng phương tiện để độ cho gì? Cho con, cho cháu chúng ta biết cái Phật Pháp, gieo duyên cho nó. Ta về, ta vãng sinh về Phật rồi, nhưng ta có thể dùng cái nắm xương để độ cho chúng nó. Bằng cách nào? Bình thường ra, bảo nó đi chùa nó gì? Nó rất khó. Nhưng nay, nó nghe theo di chúc của ta nó gì? Mang nắm xương của ta nó gửi lên tháp, lên chùa rồi. Ít nhất ngày giỗ, ngày Tết. Nó được gì? Ngày giỗ một lần, ngày Tết một lần. Mà chẳng nhẽ nó lên tới chùa mà nó không vào thắp hương ngày chùa thì trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh thế này. Các sư thì thân thiện như thế, Phật tử thì hoan hỷ như vậy, làm sao mà nó không vào thắp hương? Cho nên, cho dù nó có ngỗ ngược đến đâu, bất tín nhân quả đến đâu thì nó lên thắp hương cho mẹ nó thì, hoặc bố nó hoặc ông bà nó thì nó cũng phải vào chùa thắp hương. Nếu nó chả vào chùa cũng không sao, thầy có cách cho nó gì, gieo duyên cho nó hết rồi. Ở ngoài tháp báo ân, sáu cạnh, cạnh nào cũng gì, cũng có Phật Bồ Tát đứng ở đó. Nó có nhắm mắt thì bước vào thì gì? Có ai nhắm mắt rồi bước vào được không? Không nhắm mắt bước vào được. Cho nên bắt buộc vào tháp, nó mở mắt để nó nhìn, nó đi. Thì đi cái gì, cái bước chân đầu tiên nó vào, nó phải nhìn thấy gì? Nhìn thấy tượng Phật, thấy Bồ Tát. Chẳng đó nó nói gì, nó thắp hương cho bố mẹ ông bà nó mà nó không thắp một cái nén hương vào trong cái bát hương Phật Bồ Tát đấy ư? Và thắp hương nó có bướng đến đâu nó cũng phải gì, chắp tay nó bổ mấy cái à, kệ nó thích bổ Phật cho nó bổ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì à, ở đời sau này nếu có chúng sinh nào thì nam tín nữ nào tới cửa chùa thắp Phật
thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài, chỉ cần gì giơ một tay xưng Nam Mô Phật, hoặc chỉ hơi cúi đầu xuống Phật cũng gì cũng thọ ký cho người đó nhờ duyên lành đó mà được thành Phật. Cho nên đây chính là phương tiện có thể độ được nó đấy. Bằng không nếu mà chúng ta chưa được siêu thoát thì có một cái nơi chốn gì thanh tịnh để gá cái thần thức tạm thời của mình, ít nhất là trong vòng 49 ngày. Ngày nào ở trong chùa cũng được nghe kinh, rồi ngày nào cũng được gì ạ, được chén no nê nữa, có phải thành ma đói không? Không thành ma đói vì ở chùa ngày nào thầy cũng gì, cũng chỉ giáo cho các sư, đặc biệt là các vị thị giả, các vị làm bếp, ngày nào cũng phải gì cúng Phật, cúng tổ và cúng gì bát cơm, cúng ở dưới nhà vong. Cho nên nương vào thần lực của Phật mà buổi chiều nào cũng cúng gì cũng thí thực cho ai? Cho ai? Cho cả các vị Phật tử nếu mà chưa được giải thoát, thần thức còn đang nương náu ở trong báo ân, để ở trong nhà vãng sinh đường đó để tu đấy, để ngự ở trong cái nắm xương của mình, chấp vào nắm xương mà về nhà thì con cháu gì có phải ngày nào nó cũng thờ cũng cúng, có ngày nào cũng thắp hương đâu. Thậm chí mình chết đi rồi nó sợ, nó chẳng muốn cho mình về đâu. Ngày giỗ ngày Tết nó mới thỉnh về, mà thỉnh về xong nó muốn mong mong mình đi ấy. Nó sợ. Các vị không tin cứ đi mà xem, mai kia mình chết mà xem. Không tin tôi, mai kia mình chết mà xem. Thật mà tôi nói, tôi cười thì cười mà tôi nói thật đó. Mai kia chết mà xem nó đòi nó gì. Nếu chúng ta may mắn gặp các sư đến làm lễ nhập quan phát tang theo nghi thức Phật giáo cho thì nhẹ nhàng. Không may nó mời ông phù thủy đến là gì, chắc chắn là chói chân chói tay, nó dùng mấy cái bùa gì nó dán lên ngực nó, thậm chí nó nhét vào miệng, nó úp dán cái bùa lên mặt cho mình, không thấy đường để, mục đích là không thấy đường để về ấy. Nó xem nó bảo trùng tang trùng phục, cho nên là nó bảo bây giờ không xử lý như thế là gì, là cái vong đi về bắt người thân trong họ trong hàng đấy. Cho nên là gì, nó tìm mọi cách nó ngăn mình, nó ngăn từ lúc gì chết bùa nó dán để quan tài rồi, nhà cửa thì góc nào cũng có bùa, ngoài cửa có bùa, thậm chí trên mộ mình nói gì nó cũng chôn gì, chôn bùa đó. Cho nên không may mà tu cả đời mà gặp vào cái con cái mà nó ngỗ nghịch, mà nó sợ bố sợ mẹ, nó về bắt nó mà nó làm cho như thế thì quả thật là khổ, khổ lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, cái vấn đề tâm linh không có đùa được đâu các quý vị ạ. Đó, cho nên có đấy, thay vào cái việc chúng ta bị khổ, chịu khổ như thế, chúng ta tự do tự tại đến đây nương nhờ thần lực của Phật thì đi lại thì có thể bay được. Đó, trong một niệm có thể bay từ nhà vãng sinh đường vào gì, vào trước cửa Tam Bảo ngồi ăn no xong rồi tu xong rồi bay về. Lên tháp thì 9 tầng cũng không lo, bay được hết. Tu có thần thông mà, dù chưa được 6 phép thần thông, ít nhất cũng được gì, thần thức chúng ta cũng gì, trong một niệm có thể nương vào từ quang của Phật, công đức tu tập của mình, cũng tự do tự tại trong cuộc sống. Các cụ nói là làm ma cũng làm ma gì, làm ma sướng. Làm ma cũng làm ma gì, ma thanh tịnh. Làm ma cũng làm ma từ bi, để làm gì, cái nền tảng cho cái sự nghiệp vãng sinh của mình, cho cái hạnh nguyện vãng sinh của mình trong gì, trong một thời gian tới vậy đó. Cho nên thôi, cái trường hợp này thì không trả lời nhiều nữa, muốn biết thì các Phật tử, cái thầy trả lời rất nhiều về cái này rồi. Cái hỏi thì nói sơ sơ vậy thôi. Còn khá nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian đã hết. Cái chương trình này thì chắc là có khi để trả lời sau đi. Câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con được một Phật tử gieo duyên cho con lên chùa này để cầu duyên, nhưng không hiểu vì sao được gặp thầy rồi sau đó con về nhà con chỉ nghĩ đến thầy và muốn lên chùa để gặp. Phải chăng hay là con lại tạo nghiệp rồi, đúng không thầy? Xin thầy bố thí cho con lời khuyên, con xin chân thành tri ân công đức thầy. Nếu mà Phật tử này mà 80 tuổi rồi á, mà lên chùa lần đầu tiên mà cầu duyên mà gặp thầy ấy, thì không sao, vô tư đi, đúng không? Nếu mà khoảng 3-40 tuổi, 2-3-40 tuổi mà lên chùa cầu duyên mà nhìn thấy thầy mà về không muốn cầu ai, chỉ nghĩ tới thầy thôi thì nguy hiểm.
Thế chắc là thầy phải chuẩn bị một cái gì nhỉ? Làm một cái mặt nạ để đeo vào để cho cô này không nhìn thấy thầy nữa đấy. Thôi nói vui vậy thôi. Cái này thì nhớ tới thầy á, để mà tu thì không sao. Nhớ tới thầy để mà làm việc thiện thì rất tốt. Mà nhớ tới thầy mà lại nghĩ đến cái chuyện mà trái với luân thường đạo lý, trái với bổn phận của một người Phật tử tại gia đối với người thầy của mình nhé, thì như vậy mới là tạo nghiệp, như vậy mới là phạm tội. Ví dụ vừa qua có một cụ hơn 60 tuổi rồi, hơn 60 tuổi suốt ngày viết thư tình cho thầy rồi. Thế mới đau chứ này. Bà là khổ thế. Không biết là kiếp trước là mình có nợ vị cái gì mà suốt ngày viết thư tình cho nhà chùa. Lắm khi không dám đọc, hôm nay thì thổ lộ với các cụ, không dám đọc. Hôm rồi là có một cụ nữa, có một trường hợp ở Hà Nội này, nói là cụ chưa phải là cụ đâu, mới hơn 40 tuổi thôi, cũng bảo là lên chùa để cầu duyên, đến chùa để cầu duyên, nhưng mà xong rồi cô ấy nói rằng á, nếu mà gặp thầy từ hơn 20 năm trước thì không phải đi cầu ai nữa. Đó. Nguy hiểm quá. Xin thưa các vị, nếu mà gần hơn 20 năm trước mà gặp tôi á, mà tôi còn á, tôi mà không xuất gia thì chắc bây giờ tôi đã gì thành một đống xương tàn rồi. Cho nên các quý vị có thích đi chăng nữa thì ra ngoài nghĩa địa để mà gặp. Cho nên may mà gặp Phật pháp, cho nên thì được Đức Phật gia trì, Đức Phật cứu độ thì tôi mới sống được, và cho nên tôi mới xuất gia được. Thọ mạng của tôi còn được ngày hôm nay đó là gì? Là nhờ vào Hồng Ân Tam Bảo, nhờ vào Đức Phật. Cho nên sau cái lần mà ốm thập tử nhất sinh mà sống đi, chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó, thì chỉ một thời gian ngắn sau thì duyên đến với chúng tôi, và chúng tôi đã quyết định là cống hiến cái tất cả cuộc đời này của mình để phục vụ chúng sinh, để cúng dường Đức Phật. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để mà giáo hóa, đem giáo pháp của Đức Phật để mà giáo hóa quảng độ chúng sinh. Cho nên có gặp hơn 20 năm trước đi chăng nữa cũng không sao, vì chúng tôi thì Đức Phật ở trong trái tim của mình rồi. Giáo lý của Đức Phật chính là cái động lực cho mình sống và mình tồn tại ở thế gian này, chứ không có một cái gì khác, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên 2 năm vừa qua có một bà cụ già phải trên dưới 60 rồi, cứ bình quân mỗi một tháng là có một lá thư tình gửi tới. Thôi đấy cũng là cái duyên, gọi là cái nghiệp ái ở đời trước kiếp trước. Có thể mình tạo nên, có thể là mình gieo nghiệp ở vô thủy kiếp trước, cho nên đời này nó mới có cái duyên đó, cho nên không sao. Nhưng còn cái trường hợp mà Phật tử này đưa câu hỏi này mà lên chùa để cầu duyên, nhưng mà gặp thầy rồi về chả muốn cầu ai nữa, để chỉ nghĩ tới thầy thôi. Thì nghĩ tới thầy ấy, thì phải tu cho tốt, hướng thiện cho tốt, và phát nguyện cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ. Và sau khi xả bỏ báo thân này, gặp nhau ở Tây Phương Tịnh Độ rồi thì là anh em, là huynh đệ một nhà. Thì như vậy thì muốn thấy lúc nào cũng thấy, muốn gặp lúc nào cũng gặp. Thậm chí là gì, về đó khoác vai nhau đi chơi dạo ở cảnh giới Tây Phương cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Vì thế giới đó thì không có các nữ thân, chỉ có toàn gì, thân trượng phu của các bậc thượng thiện nhân thôi. Nếu mà là muốn làm nữ, muốn hiện thân nữ thì tất cả đều hiện thân nữ, trong một cảnh giới, trong một quốc độ, trong một gì, một phẩm, ví dụ hạ phẩm hạ sinh. Các vị ở thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn hiện là thân nữ thì tất cả cảnh giới đó đều là nữ thân hết, không có cái chuyện là để nam nữ sống chung với nhau, cho nên không có cái chuyện là tình cảm phát sinh ở thế giới đó. Vì vậy mà gì, cùng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hẹn nhau gặp ở thế giới đó, cùng làm bạn nữ, tức là bạn đạo đó, cùng là bạn đạo để sách tiến nhau tu tập. Thân thừa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật,
và cùng lễ ngài là một vị, là một bậc thầy khả kính của mình, hướng đạo cho mình, thì đấy mới là tốt. Còn ở thế giới này, hôm qua các vị nghe cái câu, cái đoạn bài khai thị không? Phải luôn nhớ là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ bốn đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đấy là câu kinh ở đâu? Tôi chép ra, tôi soạn ra, hội tập lại ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác của ngài An Thế Cao, một vị pháp sư đắc đạo nổi tiếng của Ấn Độ. Ngài ba lần tái sinh thì mới hoàn thành được cái bản nguyện đem giáo pháp của Đức Phật sang Trung Hoa để truyền đạo đó các quý vị. Ở thế kỷ thứ 2, cuối thứ 2 và đầu thứ 3 sau Công Nguyên, đó là ngài dịch cái bộ kinh đó, gọi là bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Và tôi rất tâm đắc với cái câu kinh mà pháp sư An Thế Cao dịch ra cách đây hơn 1.000, gần 2.000 năm trước. Cho nên trong cái bài khai thị, có một bài khai thị, trong 15 bài khai thị, có cái đoạn là thường nhớ thế gian vô thường. Phải nhớ thế gian vô thường. Thế nào là nhớ thế gian vô thường? Đức Phật nói vạn sự vạn vật ở thế gian này có hình, có tướng, tất sẽ có gì? Tất sẽ có hoại. Con người á và những loài động vật á thì có gì? Có sinh, già, bệnh và chết. Chúng sinh vô tình, các loại vô tình như là đất đá, cây cối thì có gì? Có thành, trụ, hoại và không. Đó gọi là vô thường. Đức Phật nói tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian hữu hình thì đều gì? Đều vô thường, không có gì là bền vững cả. Vậy các vị yêu cái gì? Yêu cái gì? Yêu cái tấm thân nữa. Yêu cái tấm thân, hãy xin lại chính tấm thân của mình. 18 đôi mươi, tóc đen như mun, môi đỏ như son, má lúc nào cũng ửng hồng. Nhưng khoảng độ 10 năm sau, tức là sang tuổi 30 rồi, thỉnh thoảng trên đầu mình nhìn kỹ đi, có một vài gì, vài đốm trắng ở trên đó đấy. Cái môi gì nó không đỏ nữa, mà cái má nó không hồng nữa, và nó lại bắt đầu nó tóp vào. Hoặc là có người thì gì, nó béo thì nó phình ra, nó u ệ ra, cục ịch đi. Còn đáng yêu nữa không? Giảm cái sự đáng yêu về thân thể so với 10 năm trước rồi. Chưa hết, chưa dừng ở đó. Phật nói chưa dừng ở đó. 10, 20 năm sau, bước sang tuổi 50, các vị xem còn không muốn xoay gương nữa. Trước đây mỗi một ngày phải gì? Phải xoay gương chải chuốt đến mấy lần. Bây giờ mà xoay gương thì tại sao? Mình xấu quá cho nên không dám xoay gương nữa. Hết chưa? Chưa hết. 2, 30 năm nữa, 70 tuổi, 80 tuổi. Ngài Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da thì nhăn, lưng thì gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần nó thì mờ mịt, ăn rồi thì nói là chưa ăn, vân vân. Có cái gì đâu. Và hết chưa? Phật nói là chưa hết. Rồi đến khi nằm bệnh rên khừ khừ ở trên giường, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra, yêu đi. Lúc đó yêu à? Muốn yêu đi vào mà yêu đi, đúng không? Lúc đó muốn yêu, muốn thơm mà muốn vào mà thơm thì thơm đi. Đó, chạy mất dép luôn à. Lúc đấy thì coi như là kẻ thù, coi như là gì, oán thân, mà phải gần gũi để hầu hạ. Ví dụ như ngày xưa thì còn trẻ thì vợ chồng mới cưới và yêu nhau say đắm tha thiết, nhưng khi mà ông hoặc bà mà khoảng 70-80 tuổi mà ông ốm hoặc bà ốm lâu ngày mà không ấy thì chỉ mong là gì, không nói ra miệng nhưng trong thâm tâm chỉ mong làm sao đó cho gì bà sớm đi về với Phật, hoặc là về với tổ tiên, hoặc là ông sớm về với Phật, về với tổ tiên đi, cho vợ và con, hoặc cho chồng và con để đỡ khổ. Chúng ta thấy không? Đấy, có đấy. Có người đến đây nói với tôi là gì? Thầy ơi, ông chồng của con nó ốm liệt giường liệt chiếu mấy năm nay, thầy cầu làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Thì tôi bảo tại sao không cầu cho ông ấy khỏe mà cầu cho ông ra đi nhẹ nhàng. Bảo thầy ơi, ông liệt giường liệt chiếu bây giờ khỏe làm sao được nữa. Tôi chỉ mong làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng, như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Trường hợp nặng nghiệp, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.
Cho nên bây giờ thôi thầy cứ hồi hướng làm sao cho ông đi mà cái nhẹ nhàng, không bị đọa ba đường ác là được. Thế bảo chắc chưa, nghĩ kỹ chưa? Bảo con nghĩ kỹ rồi, thuốc thang bao nhiêu năm nay đi các bệnh viện đã cầu cúng chữa bái hết rồi, thuốc thang cầu cúng không còn thiếu đâu nữa. Thế đó là được rồi, vậy thì về cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho ông. Mệnh mà còn á, thì ông sẽ gì khỏe mạnh trở lại. Mệnh mà hết á, thì ông ra đi nhẹ nhàng. Đó. Thế là về nghe theo chúng tôi. Thế là nhất tâm tụng kinh cái trường hợp này ở dưới Hà Nội. Là vừa qua, không biết hôm nay có trong đây bà cụ, cũng béo béo, người to béo. Ông cụ hơn 80 tuổi rồi, ốm rất nặng, bị bệnh huyết áp cao rồi, tiểu đường rồi, tim mạch vân vân, đủ các thứ bệnh. Mà bà cụ ấy thì hầu ông thì không thể bê được, không thể nào mà nhấc ông lên được, vì ông gần 80 cân cơ. Cho nên bà cụ cũng năm nay thì hơn 70, ít tuổi hơn ông cụ, ít hơn khá nhiều. Thế xong rồi thì tôi bảo về tụng, tụng thì ông ấy đi viện, cho đi viện, và xong rồi mấy hôm sau thì bà cụ ấy tụng được 7 ngày sau, cúng dường và tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho ông ấy. Trước đây đi chùa, khi ông còn khỏe đi chùa là phải trốn, ông không có tin Phật, mà về đọc kinh là không có được đọc, về phải giấu đi. Thế nhưng mà khi ông ốm như vậy hồi hướng cho ông, thì ông ấy thở oxy ở trong bệnh viện, thì bà cụ tụng kinh được 7 ngày đang hồi hướng, thì tự nhiên ông cứ khỏe dần ra. Thế là hơn tuần sau, thế là ông xuất viện, ông về. Thế là hỏi thì bà ơi, bà cho tôi uống cái thuốc gì, đi viện cho tôi uống thuốc gì mà tôi lại khỏe ra, tôi lại đi được. Thế bà vợ mới nói rằng tôi bệnh viện thì họ vẫn cứ tiêm truyền thuốc như những lần trước ông đi viện thôi, nhưng mà lần này có cái khác là gì, thôi tôi xin lỗi ông là khi ông nằm viện như vậy tôi không còn chỗ nào bấu víu, tôi đi lên chùa Khai Nguyên tôi gặp thầy Thịnh và thầy khuyên tôi tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông. Bà mệnh mà còn thì ông khỏe mạnh trở lại, mệnh hết thì ông ra đi nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi ông để tôi làm cái điều đó mà không hỏi ông, vì lúc đó ông nằm ở trong bệnh viện thở oxy không làm gì được nữa. Thế ông ấy bảo, ông ấy nghĩ thế nào, ông lại bảo ô, thế lại đi chùa mà chỉ có chùa thầy cho cái bùa gì không, hay cho cái nước gì không, cho bùa gì không, cho phép gì không? Bảo không, thầy chỉ cho mỗi quyển kinh Địa Tạng và về tôi tụng thôi. Thế là bắt đầu ông ấy tin Phật từ đó. Và xong mấy hôm sau bắt đầu ông bảo á, bà cụ lên cúng dường, cúng dường thêm cho mỗi người một pho tượng. Trước là cúng một pho cho ông thôi, nhưng mà thấy mầu nhiệm của ông cúng mỗi người pho tượng, đâu cả con cả cháu phải đến hơn chục pho tượng, hơn chục pho tượng. Xong rồi bắt đầu cụ mới kể, cụ bảo thế là ông bắt đầu đòi đi theo. Tự nhiên ông đòi thôi, thế thì bà cho tôi lên cái chùa Khai Nguyên để tôi lễ, tôi xem thầy thế nào. Thế bà cụ bảo thôi, nhưng mà sức khỏe của ông ấy thì chưa ổn, huyết áp cao, như vậy ông đi đường xa sợ mệt, thì ông cứ ở nhà, tôi lên là được rồi. Tôi lên tôi bạch với thầy hồi hướng cho ông. Đã, chúng ta thấy đấy là cái già, cái bệnh. Có những trường hợp chúng ta lo cho nhau được thì đến phút chót mà chúng ta lo cho nhau được thì Phật Pháp thì nhiệm màu lắm. Thì cũng có trường hợp mà vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn để sống thêm với vợ với con, như trường hợp kia. Đấy, tôi đang nói là thế gian vô thường, cái già cái bệnh nó luôn luôn như vậy. Đã hết chưa? Phật nói chưa hết. Đến khi chết, chết đã hết chưa? Chưa hết. Quý vị biết là vừa qua có một Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về rất nhiều lần và xin gặp tôi. Và khi gặp được tôi, Phật tử khóc. Và Phật tử nói rằng á, may cuộc đời của con á, có hai lần con thấy là may mắn nhất, đó là con lấy được một người chồng yêu thương con, và con đã sinh cho người chồng con mấy đứa con, và người chồng của con cho đến bây giờ vẫn yêu thương con. Và đấy là cái điều may mắn thứ nhất cuộc đời của con gặp. Một cái điều may mắn thứ hai mà có thể con nghĩ rằng điều may mắn này sẽ không còn một điều may mắn nào tốt đẹp hơn nó nữa, đó là gì? Vừa qua vào cái ngày vía lễ vía Bồ Tát Địa Tạng, con đi vào trên mạng để con, từ con sớt xong rồi á, con tự nhiên là con thấy là gì, là cái ngày lễ vía Địa Tạng, và con vào con xem. Con xem và con nghe thấy thầy giảng về cái ngày, ý nghĩa của ngày lễ vía Địa Tạng, vía Bồ Tát Địa Tạng. Và con mới gì, con mới giật mình, con mới thấy ô, tại sao trước đây các thầy ở bên này là cứ giảng cho mình là gì, kinh Địa Tạng là chỉ để dành cho bao giờ gia đình có gì, có người chết, có cầu siêu thì mới dùng. Mà vì như vậy cho nên là thậm chí Phật tử nói là bạch thầy, ở bên này chúng con á,
còn không dám đến lễ ở ban thờ Địa Tạng. Chúng con nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng chứ còn vái vái từ xa không dám đến gần, vì á, mọi người nói là ở đó nhiều vong lắm, đến là sợ các vong là dễ đi vào đi theo mình và về nhà mình, cho nên là mình gặp tai họa. Nhưng mà khi nghe được thầy giảng hết một cái đĩa về cái ngày lễ vía Bồ Tát Địa Tạng đó, và con thấy thích quá, con về con nghe được đúng đến 6 bài giảng đầu tiên của thầy ở trong 102 bài giảng, và con gọi điện ngay về cho phòng thông tin, con xin gặp thầy. Nhưng mà nhiều lần con gọi rồi chưa gặp, nay thì con gọi mới gặp thầy. Và Phật tử khóc tu đang bảo cuộc đời con đây là sự may mắn và đến hạnh phúc thứ hai, mà con nghĩ rằng đây là hạnh phúc lớn hơn tất cả những hạnh phúc mà con đã từng gặp từ trước đến nay. Đó là được nghe. Và khi Phật tử gọi điện cho tôi thì Phật tử nghe đến tập 36-37 rồi, và phát nguyện là con sẽ nhoan nhắp và con sẽ ấn gửi từ bên này về cúng giảng, phát nguyện cúng giảng 5.000 quyển kinh Địa Tạng để cho thầy phát cho các Phật tử ở Việt Nam cho họ cùng được đọc. Con thì chưa ở bên này chưa được đọc kinh của thầy, nhưng mà con nghe thầy giảng và từ đó đến giờ con bắt đầu đọc kinh Địa Tạng rồi. Và quả thật từ khi đọc kinh Địa Tạng mới có khoảng một tháng nay mà con thấy an vui và hạnh phúc, gia đình nhà con mọi chuyện thấy giải quyết một cách ổn thỏa, êm đềm và tốt đẹp. Đó, chúng ta thấy người có duyên thì cho dù ở xa ngàn km vẫn có thể kết nối được với nhau, người không có duyên đó thì gần ngay trước mắt vẫn coi như là gì, là không gặp. Đó, mà muốn gặp chúng tôi thì nên gặp bằng gì? Gặp bằng gì? Bằng pháp, chứ đừng gặp bằng một cái gì đó nó thế tục. Thế tục thì xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi nhiều lắm rồi, ngày xưa tuổi còn trẻ đi học, thậm chí xin lỗi các vị, đi học Phật giáo rồi mà còn gì, còn có rất nhiều cô là gì đến tỏ tình, và thậm chí họ nghĩ rằng gì, chúng tôi đi tu là do thất tình lục dục, do ở nhà không lấy được vợ mà đi tu, cho nên nhiều cô đến nó trêu, nó bảo rằng, thậm chí ngay Sơn Đông khi tôi mới về nhận chùa này năm 2003, có 5-7 cô trong cùng một tốp với nhau còn thách nhau là gì, cái ông sư chùa Khai Nguyên, ông trẻ lắm, đẹp trai lắm, và bảo rằng là thách nhau là đố đứa nào sang cưa đổ được ông ấy. Đó. Và bảo rằng á, đố nhau là gì, đứa nào cưa đổ được ông ấy khi cưới là gì, sẽ được tặng một cái, mừng một cái xe, ngày đấy gọi là cái xe 2003, nó gọi cái xe gì mà nữ hay đi mà nó yêu chuộng ngày đấy, nó không phải Vespa, nó kiểu nó như thế, gọi là cái gì nhỉ, cái xe nó rất đẹp, ngày xưa từ năm 2003 là cái xe đấy mới ra, nó chuộng lắm, ngày đó là nó khoảng hơn 50 triệu, gần 60 triệu. Và cái hội nó chơi với nhau, nó cá cược là gì, ai mà cưa đổ được ông sư ở chùa Khai Nguyên, đến khi cưới nó sẽ tặng một cái xe đấy. Và cũng có mấy trường hợp nó sang nó cưa mình thật. May mà mình không đổ. Tôi mà đổ các vị bây giờ làm sao mà nhìn thấy tôi ở đây. Đó. Cưa nó thì là cưa sắt, mà cái ý chí của mình thì là ý chí kim cương. Sắt thì làm sao mà cắt được kim cương, các quý vị yên tâm đi, đúng không? Đó, cho nên cái trường hợp này, câu hỏi thứ nhất này bảo là Phật tử bảo là có cái vị này lên cầu duyên, thôi về cứ cầu duyên đi. Thầy thì như một cái tòa thành, như một cái viên kim cương rồi, không dùng cưa sắt để cưa được đâu. Muốn cưa thì sau này cùng hẹn nhau về Tây Phương để làm bàn đạo với nhau thôi. Có nhớ để mà tu thì được, còn nhớ cái chuyện linh tinh thì phải bỏ ngay ý định đó, không có tội lỗi thật đấy. Đọa trong địa ngục đấy không phải đơn giản. Đó. Qua bài giảng hôm nay cũng nhắn luôn cái cụ già hơn 60 chuyên viết thư tình kia nữa. Từ giờ đừng có viết thư tình nữa. Thầy có đọc đâu. Thầy không đọc một tí nào cả. Hôm nay mới nói thật là thầy không đọc một tí nào. Thầy đọc cái mỗi cái lần đầu tiên cho thầy lướt qua vài chữ xong rồi thầy đem vào thì thầy dâng cho ông vua gì? Ông vua bếp của nhà chùa ông đọc. Đó. Hôm nay nói cũng đừng có buồn, về đừng có tự tử, mày cũng nguy hiểm đấy nhá. Về đừng có thất tình tự tử là chết, vì có tình đâu. Cái tình của thầy là dành cho tất cả chúng sinh, dành cho tất cả mọi người. Nếu thầy mà có cái mối tình riêng thì xin thưa các vị, thầy làm sao ngồi ở đây được. Phải hiểu rõ cái điều đó, đừng nghĩ gợi một cái gì xa. Hay như là hôm rồi có một cô Phật tử đến cầu duyên, hôm nay là người khác, hôm trước một người nữa đến cầu duyên bảo là nếu mà gặp được thầy khoảng 20 năm trước thì không phải đi cầu ở đâu nữa. Thế
đừng có nghĩ sai lầm như thế. Một vị thứ hai hỏi là: bạch thầy cho con hỏi, tên con là Quỳnh Thị Hà, pháp danh là Tịnh Hà. Một, hiện nay con có bầu được hơn 4 tháng. Con là bé trai, dự kiến sinh con là ngày 19 tháng 7 năm 2017, năm Đinh Dậu. Con nhờ cậy thầy đặt tên cho con để con được nhờ phúc của thầy trở thành đứa con khỏe mạnh và hiếu đạo. Cái việc đầu tiên là chúc mừng đã. Chúc mừng cả vợ chồng gia đình này đã. Thế còn á, sinh con và đặt tên á, theo các cụ ngày xưa là gì, không được đặt tên trước, nó khó nuôi. Đây là cái kinh nghiệm của các cụ đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ cũng có nói về, vì ngày xưa Ngài hay giảng về thầy chùa là bùa làng, cho nên ấy, Ngài thường hay dạy những cái chuyện rất là đơn giản trong cuộc sống cho tăng ni học, tăng ni sinh chúng tôi, để sau này khi lớn lên đi trụ trì một ngôi chùa thì có những kinh nghiệm đó để xử lý. Mình làm bùa làng mà, thầy chùa là bùa làng mà mình, họ hỏi cái gì mình không biết thì đó làm sao gọi là bùa làng được. Bùa làm sao, tức là nghĩa là khi dân họ có chuyện gì không an, họ ra hỏi sư phải giải quyết được hết cho gì, cho dân thì họ được an tâm để làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống á, thì đó gọi là bùa. Cái lá bùa của làng đó chính là gì? Dân có chuyện gì ra thắc mắc hoặc là bất an, thậm chí là có chuyện về tâm linh, sư đều giải quyết được hết, thì đó chính là cái lá bùa tốt nhất của bảo hộ cho toàn dân ở trong làng, trong xã đó, cho tín đồ Phật tử của mình đó. Cho nên Đức Pháp Chủ ngày xưa Ngài giảng những cái thâm sâu thì cũng có, mà những cái ngay tại cuộc sống gì cũng không thiếu. Cho nên Ngài nói với chúng tôi, Ngài tôi nhớ là ngày đó Ngài nói là cái trường hợp Phật tử sau này đến có xin đặt tên cho con cho cái thì phải sinh ra mới đặt, và cũng nên bảo các Phật tử nên sinh con ra mới đặt tên, chứ đừng có đặt trước. Đặt tên trước, cái thứ nhất là gì, lúc sinh lúc nở các thứ nó khó, rồi sau này nó cũng đứa trẻ nó cái gì cũng khó nuôi nữa. Đấy là những cái kinh nghiệm mà truyền từ các cụ, các tổ truyền sang cho chúng tôi, thì chúng tôi thấy là cái đó từ trước đến nay, cho nên tôi chưa bao giờ đặt tên cho ai chưa sinh cả, sinh ra mới đặt. Cũng đặt cho rất nhiều người rồi, các quý vị có thể chỉ cần nhắn tin và gọi điện về, tôi không nghe điện được thì cứ gọi cho bên văn phòng, cho phòng thông tin hoặc là cho các vị thị giả, gọi tên bố tên mẹ là được. Xong rồi tôi đặt cho mấy cái tên mà chọn. Tất nhiên tên thì chúng tôi đặt tên thì có thể nó cũng có hay hơn đấy. Vì sao? Vì chúng tôi biết cái ý nghĩa của chữ Hán, và cái tên, mỗi cái tên nó đều có ý nghĩa của nó thì nó sẽ tốt hơn đó. Chứ có cái tên dài dằng dặc ra mà ý nghĩa thì chả có cái gì cả đó. Xem cái tính cách của cái con người đó nữa thì được thì càng tốt. Thưa thầy, nhà con trước trong mảnh đất của gia đình chồng có thờ một cây hương, sau này xây nhà thì cây hương đấy bỏ không ai hương khói, và sau đó anh nhà con đập đi mà không làm lễ gì. Từ sau khi đập đi, trong gia đình anh em nhà con bỗng xảy ra rất nhiều chuyện, hai người đi tù, làm ăn thì mất hết. Con có đi cầu cúng nhưng không được. Nay có duyên đến chùa, con biết chỉ có Phật Pháp mới cứu được con, xin thầy chỉ cho con. Cây hương để thờ cái gì? Thờ thần linh thổ địa, môn khẩu thổ địa tài thần. Theo quan điểm của các nhà phong thủy học, thờ cây hương có hai luồng tư tưởng. Một luồng tư tưởng á, ở Việt Nam chúng ta theo cái đạo thánh á, thì họ gọi là thờ gì? Thờ mẫu bán thiên. Trên cái linh vị, cái bài vị để viết cái gì hiệu thờ á, thì họ viết là gì? Cung thỉnh bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nhang. Đấy là gì? Đấy là theo người, theo gì? Theo cái thuyết của gì? Của tứ phủ, của đạo thánh. Thì họ viết cái gì hiệu thờ là cung thỉnh bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nhang. Và coi như đấy gọi là thờ mẫu bán thiên. Thờ mẫu bán thiên. Đấy là những người theo đạo thánh nhá, theo tứ phủ nhá. Còn những các nhà theo phong thủy học, có nghĩa là siêng thiên về phong thủy á, thì họ lại viết cái gì hiệu là gì? Cung thỉnh cung môn, môn khẩu thổ địa tài thần.
Hoặc là cung thỉnh, cung môn, môn khẩu, thổ địa, ban tài, tiếp lộc, vân vân. Nó tương giống giống như cái thờ thần tài ở trong nhà ấy. Thờ thần tài trong nhà. Đấy là về thuyết của gì? Của phong thủy. Của phong thủy. Mục đích là để gì? Đem đón tài lộc và bảo hộ bình an cho gia đình ở trên mảnh đất đó. Cho nên á, nếu mà gia đình nhà nào á, mà đất rộng, thờ cây hương cũng rất tốt. Trừ là ở thành phố nó không có, thì có gia đình họ vẫn thờ, họ làm trên tầng thượng á, vẫn có. Nhưng mà thờ cây hương theo cái nguyên tắc thờ của cây hương ở phong thủy á, người ta phải gì? Nó lại không hướng vào là nó vào tọa hung và hướng cát. Đấy là cái yêu cầu số 1. Tức là gì? Ngồi về cái hướng hung của chủ nhà và hướng về cái hướng cát, về cái mệnh của người chủ nhà. Ví dụ như người mà đông tứ trạch thì hợp sẽ là hợp hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam là 3 và chính bắc là 4. Người tây tứ trạch thì hợp với hướng tây là 1, tây bắc là 2, tây nam là 3 và đông bắc là 4. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Nếu mà người thuộc về tây tứ trạch á, thì cái lưng của cái cây hương đó phải hướng về hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam chính bắc là 3. Để quay mặt cây hương về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là trong 1 trong 4 hướng đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa, ấy khi người ta phải lại phải đoán được hướng rồi, cái hướng là cái số 1. Cái thứ hai đó là muốn được có tài có lộc á, thì người ta xây ở phía bên trũng và hướng lên phía bên gì? Bên cao, lấy cái chậu nước đổ ra cái sân mà nó chảy về hướng nào đó thì xây cây hương ở hướng đó để quay lên, có nghĩa là gì? Là đoán lộc với cái ý nghĩa của phong thủy học. Ngày xưa chúng tôi học phong thủy thì họ hướng dẫn như vậy. Còn được hay không thì cũng còn tùy thuộc vào cái phúc của gia chủ nữa các quý vị ạ. Chứ không phải là cứ làm như thế là được lộc về như nước sông Đà đâu, không có đâu. Mà còn cái phúc của mình. Đây là nói một chút như thế. Cho nên cái việc thờ cây hương phải nói là theo cái quan niệm của phong thủy và của dân gian chúng ta cũng rất là tốt. Không có gì là xấu cả. Trong học kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy gì? Tất cả các vị thần, nếu chúng ta biết chuyển hóa họ, biết tôn trọng họ, thì các vị thần đó sẽ là những vị thần bảo hộ cho gì? Cho gia đình và cho chính tính mạng của chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Ác độc quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, vân vân. Cho đến những hành bệnh quỷ vương và ác độc quỷ vương là những vị quỷ vương gì ạ? Chuyên đem những tai họa, những gieo rắc, những cái niềm đau, những nỗi sợ hãi cho dân gian. Nhưng mà người đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì lại được các vị gì? Ác độc quỷ vương và gì? Hành bệnh quỷ vương nhấn đến là gì? Là chú mệnh quỷ vương đều bảo hộ chúng ta, đều giúp đỡ chúng ta và sai các vị thiện quỷ thần đến để gì? Để trông nhà, giữ cửa, đi theo chúng ta để bảo vệ tính mạng cho chúng ta. Vậy xấu hay tốt? Tất cả ở thế gian này, các vị quỷ thần xấu hay tốt đều do chúng ta đối xử với họ vậy. Chúng ta không tôn trọng họ thì họ cũng quay lại gì? Cũng quay lại không tôn trọng chúng ta và thậm chí còn gì? Tìm cách để hại chúng ta nữa. Nếu chúng ta tôn trọng họ, sống hòa hiếu với họ thì họ sẽ gì? Cũng sẽ tôn trọng và sống hòa hiếu với chúng ta, thậm chí còn bảo hộ cho chúng ta. Đó. Cho nên quan điểm của tôi á, từ khi mà truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, học và hiểu được cái ý nghĩa Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, tất cả các vị quỷ thần đều có thể là những thần bảo hộ Phật pháp, đều có thể là những vị thần bảo hộ cho nhân gian chúng ta, nếu chúng ta hướng về họ, nghĩ thiện về họ, đem công đức thiện của chúng ta tu tập làm được để hồi hướng cho họ, thì họ cũng sẽ coi chúng ta như một người bạn, coi chúng ta như một người gì? Một người thầy. Nếu chúng ta nhiều phúc hơn họ thì họ coi chúng ta như một người thầy. Nếu chúng ta kém phúc hơn họ thì họ coi chúng ta như một người gì? Một người em, một người con. Chúng ta phúc bằng họ thì coi chúng ta như một người bạn để mà gì? Bảo hộ cho chúng ta. Cho nên cái việc thờ cây hương cũng rất quan trọng. Nếu mà đập bỏ đi, như trường hợp Phật tử này có câu hỏi đó, tự ý mà đập bỏ đi, không làm lễ mà đập bỏ đi, tức là phá nhà của gì? Của quỷ thần. Cho nên khiến cho quỷ thần là gì? Là không có nhà cửa để ở, là họ giận dữ và họ là gì? Họ đi gì? Họ trách phạt lại mình. Vì vậy trường hợp này theo tôi thì khuyên nên về, nên xây lại cây hương vào đúng cái chỗ đó, bốc lại bát hương, thậm chí là nhờ nhà chùa đến làm lễ. Nếu mà gần gần trong khu vực Hà Nội này thì đến xuống phòng thông tin gặp các thầy hướng dẫn cho bốc bát hương và thầy sẽ cho một sư ông đến lễ lại cho nó yên đi. Không có tù tội nhà, có mấy người mà hai người vào tù
rồi lại đánh nhau, chửi nhau lục đục như thế thì khổ lắm. Đấy, trường hợp này khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi bạch thầy, đây là lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên. Sáng hôm qua con có đọc được thông bạch về tháp báo ân. Con cũng muốn sau này được nhập cho cốt ở đây, nhưng có những điều con không hiểu lắm. Nhập tháp có gì tốt ạ? Và có khác không nếu chôn người mất ở giữa nghĩa trang ạ? Bạch thầy trả lời cho con được biết. A Di Đà Phật. Không tốt thì không bao giờ tôi làm. Những việc gì không tốt không bao giờ tôi làm cho chúng sinh và cho Phật Pháp cả. Những điều gì có phương hại cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân, cho Phật giáo không bao giờ tôi làm. Các vị biết là nghe cái tên tháp thôi chúng ta đã hiểu là tháp báo ân. Tức là dành cho gì? Cái thứ nhất, tôi thì gì? Muốn báo ân Phật. Cho nên đó, xây dựng lên cái tháp này để là cái phương tiện độ cho gì? Các Phật tử về với Phật. Đông các Phật tử về với Phật được, tức là gì? Tôi báo ân Phật được một phần. Cái thứ hai là gì? Muốn cho chúng ta gì? Báo ân Phật. Phật đã độ cho chúng ta rồi thì chúng ta gì? Đừng có trầm luân ở trong luân hồi lục đạo mãi nữa, khiến cho Bồ Tát Địa Tạng mãi mãi cứ gì? Cứ dắt chúng ta ra vài kiếp sau gì? Lại vào trong đấy lại thấy cái mặt mũi đâu, sao cái cậu này quen quen thế? Cái cô này quen quen thế? Bồ Tát bảo ngừng mặt lên xem nào. Bồ Tát bảo đúng rồi, mấy kiếp trước ta vừa cứu ngươi, sao bây giờ ngươi lại ở trong này rồi? Đó. Thì chúng ta lúc đó chỉ có biết khóc thôi. Hu hu bảo thôi thì con đã chót gì, nhầm chót dại. Xin là Bồ Tát thương dắt con ra, lần sau con chừa còn không làm nữa. Nhưng vừa dắt nó ra kiếp sau được làm người, sinh ra lớn mấy chục năm sau, nó lại sát sinh hại vật, sát đạo dâm vọng, không việc gì nó không làm. Cho nên á, vài chục năm sau, nó lại vào đó, lần sau gặp Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát bảo ngẩng mặt lên xem, bảo mới gì mấy chục năm trước nhà ngươi hứa với ta là gì không vào đây nữa mà. Thế bảo thôi lại Bồ Tát con đã chót lầm lỡ thôi, Bồ Tát thương con lần nữa. Kiếp sau cứ như thế làm cho Bồ Tát nhọc vì chúng ta quá đi thôi. Khiến cho cái đại nguyện của Ngài không biết bao giờ Ngài thành Phật được. Cho nên nay chúng ta báo ân Phật là sao? Chúng ta tu đi. Sống chúng ta tu mà gì chết chúng ta cũng tu. Nếu chết chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được luôn đó, thì đó là gì? Một cái điều vinh hạnh lớn nhất. Còn chưa được về đó, thì 47-49 ngày hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Thì đó là một cái gì? Đó là một cái bông sen thu nhỏ ở quái Sa Bà uế trược cho chúng ta tu đấy các quý vị. Tây Phương Cực Lạc, những người sinh về đó thì gì? Từ hoa sen mà sinh ra. Còn ở quái Sa Bà này, bình thường các quý vị chết trong đem ra chôn ra ngoài nghĩa địa thì ở với ai? Ở ngoài đó thì có rất nhiều đàn anh, đàn chị, đầu bò, đầu biếu. Mình gọi là gì ạ? Các loài yêu tinh, quỷ mị rất nhiều ở trong đó. Nhưng ở trong chùa thì có thiền thần, có hộ pháp, có gì? Có thiên long bát bộ và có chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên trong cửa chùa nó là một cái nơi thanh tịnh, tu tập. Nếu chúng ta chưa được giải thoát thì cái nguyện của tôi ở đó mỗi một cái tháp để hài cốt của chúng ta, một cái tầng đó là một cái bông sen để cho chúng ta ở trong đó để tu. Tu cho đến ngày gì? Ngày được giải thoát, ngày được vãng sinh thì mới thôi. Nó khác ở nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ đấy đấy. Cho nên á, đấy là một cái lợi ích cho chúng ta báo ân Phật là gì? Chúng con nhiều đời nhiều kiếp cứ làm khổ Phật, khổ Bồ Tát, cứ vào lại ra, vào lại ra. Bây giờ thôi con nguyện là gì? Kiếp này nó còn không vào nữa, con đi ra thẳng đấy. Con về Tây Phương thẳng đây, vì chùa của chúng ta là chùa tu về tịnh độ mà. Tụng kinh Địa Tạng cũng là gì? Là cái gieo duyên để tu về tịnh độ, tụng kinh Phổ Môn cũng vậy. Tất cả các kinh điển của Phật, chúng ta tu kinh gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất chúng ta gì? Chốt lại chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái điều then chốt của đạo tràng của chúng ta. Chúng ta đừng có chấp là phải tu tịnh độ là phải tụng kinh A Di Đà, phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, không có đâu. Tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa mà. Mà tại sao Ngài làm tổ thứ 6 chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Nhưng mà Ngài là gì? Ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài có tụng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Di Đà đâu, mà Ngài là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Đó, cho nên chúng ta thấy không quan trọng, kinh nó là phương tiện
Còn một câu niệm A-di-đà Phật, cầu sinh Tây Phương mới là quan trọng nhất. Vì vậy á, mà ở đây thì Thầy cũng nói sơ sơ thôi, cái thời gian nó không có nhiều. Phật tử muốn hiểu biết thêm thì về cái nhập tháp này, đi lên xuống phòng khách để hỏi các sư phụ trách cái đó, các vị sẽ tư vấn thêm cho. À, nhưng mà lợi ích có không? Chắc chắn là có rất nhiều. Khác nhau một trời một vực giữa gì? Phật tử chúng ta sau khi mất mà đem cái thân thể của chúng ta ra ngoài nghĩa địa, nếu chúng ta được giải thoát vãng sinh rồi thì đấy chỉ là nắm cho thôi. Nhưng ai dám chắc chắn với tôi là gì? Sau khi con mất con vãng sinh ngay. Ai chắc chắn giơ tay tôi xem. Chả ai dám chắc chắn cả. Đến tôi đây còn chưa chắc chắn các quý vị. Tôi là người xuất gia, đã tu với thì có duyên tu với Phật hằng hà sa số kiếp rồi. Mà còn tôi còn chưa dám khẳng định là tôi sau khi mất tôi vãng sinh luôn. Vì sao? Vì A Di Đà Phật chưa báo với tôi rằng ngày này ngày nọ đến đoán tôi, cho nên tôi chưa chắc chắn. Mà tôi thì vẫn cứ nói là gì? Sau khi tôi mất các vị tăng ni Phật tử đừng có khóc, đừng vội trống kèn, đừng vội bàn nhau về thừa kế ngôi chùa, mà hãy gì? Hãy bàn nhau cái đầu tiên là cùng nhau về trợ niệm để cho thầy. Tôi thì chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đi thôi, không nhiều đâu. Các quý vị, tôi trợ niệm thì chắc nhanh hơn, nhanh thôi. Vì không còn gì là vướng mắc nhiều, cho nên chỉ 3 tiếng, nhiều nhất là 3 tiếng thì đi thôi. Thân thể chưa kịp lạnh thì đã đi rồi, cho nên các vị không phải nhọc cho các vị lắm. Bao giờ mà nếu mà tôi mất mà niệm khoảng 3 tiếng đồng hồ thấy tôi mỉm cười ấy, thì lúc đó thì thôi chả cần phải trợ niệm nữa, dừng lại mà lo hậu sự thôi. Chôn cũng được, thiêu cũng được, muốn làm gì thì làm. Chả quan trọng cái chuyện đó. Mà sau này mất ấy, thì nếu có chôn có thiêu thì dành cho tôi một suất ở trên đó, tôi cùng ở với các Phật tử để cùng tu. Hoặc nếu vãng sinh rồi thì quay sang để dẫn dắt cho các Phật tử tu. Cái này không phải là làm để cho mình các Phật tử đâu, mà các sư sau này có ở trên đó, tầng 9 là dành cho tất cả các sư. Mà thôi sau này tôi mất lúc nào các sư trong chùa cho tôi một suất ở trên đó với, thương tôi cho tôi một suất để cùng tu với mọi người cho nó vui. Chưa vãng sinh thì tu cho được vãng sinh, và vãng sinh rồi thì dùng một phân thân quay lại để hướng dẫn cho các Phật tử cùng tu để vãng sinh. Các Phật tử thấy có bao giờ có pháp hội nào tôi quên những người đã mất? Các Phật tử chúng ta đã mất rồi mà ở ngoài tháp không có quên không? Không. Thậm chí các khóa tu tôi lên khóa lễ ngày nào tôi không quên. Ngày nào tôi cũng nhắc các vị là phải tu. Tôi hồi hướng cho các vị, tức là gì? Tôi nhắc các vị tu đấy. Cái lợi ích ấy, thì đấy là một phần nữa là sao? Chúng ta chết rồi mà vẫn gieo duyên được con cháu chúng ta theo đạo, theo Phật. Đấy, còn sống qua bảo nó đi Phật, đi chùa, nó chả tin, có khi nó chả đi đâu. Nhưng chúng ta chết rồi. Đấy, bình thường chúng ta còn sống không độ được nó, nhưng chết chúng ta độ được nó đấy các vị ạ. Làm sao? Đó là khi mà nó gì, nó nghe theo lời chúng ta, nó ký vào cái giấy cho bố mẹ hay là ông bà lên nhập tháp ở trên chùa. Thế thì khi mà chúng ta mất hỏa thiêu xong thì đương nhiên nó phải lên đem cái nắm cho nắm cốt của chúng ta lên để làm lễ chứ, đúng không? Nó có bỏ chúng ta ở dọc ngoài đường hay là ngoài nhà hỏa táng không các quý vị? Có không? Có. Nó đi vào lúc bố mẹ nó mất hoặc ông bà nó mất, nó đang sợ là gì? Đang sợ nó có thể gì cũng bị mất theo, cho nên nó cũng sợ. Nó vào nó chùa, nó lễ, lúc đấy nó đi lễ thì thành tâm lắm, lên các sư làm lễ tụng kinh cho nó thấy cũng hay đấy chứ. Chả trách mà trước đây ông bà nhà mình cứ tin theo, trước đây mình mãi bận công ăn việc làm không tin, bây giờ thấy là cũng hay, thế tin. Đấy là gì? Ngày đầu tiên đem hài cốt của ông bà bố mẹ đến, nó đã đến nó lễ Phật, nó ngồi từ đầu đến cuối rồi, giao duyên cho nó ngồi lễ Phật xì sụp ra rồi. Hết chưa? Chưa hết. Ngày giỗ, ngày Tết, bình thường ra thì theo đạo hiếu ở thế gian, kể cả chôn ngoài nghĩa địa thì ngày giỗ ngày Tết nó cũng phải ra ngoài nghĩa địa để thắp hương, đúng không? Ngày giỗ thì thắp hương để mời gì? Mời các cụ về để chứng giỗ cho. Ngày Tết thì mời các cụ về để ăn Tết với con với cháu. Nhưng đằng này thì nó khác. Ở trong chùa thì nó không phải ra nghĩa địa mà nó đến chùa. Đầu tiên nó vào nó gì? Nó lễ Phật, hoặc gì nó lễ ông bà nó trước cũng chả quan trọng, Phật không chấp cái chuyện đó. Nó lễ trước thì nó gì? Ở cái chùa này càng ngày càng thấy gì? Trang nghiêm. Tôi thì muốn xây dựng cái chùa này thành một cái cảnh gì? Cực lạc nhân gian thu nhỏ. Thờ Phật thì phải trang nghiêm để cho mọi người phát tâm. Còn nơi ở của mình thì đơn giản thôi. Nơi ở của Tăng Ni và nơi ở của tôi thì rất là đơn giản thôi.
Chứ còn chỗ thờ phụng thì phải thật trang nghiêm, như cảnh giới của cực lạc thu nhỏ ở xa bà chúng ta, thế giới chúng ta đấy, cho mọi người dễ phát tâm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.